Xin chào mọi người, Chris Garner đây. Đến thời điểm hiện tại, có thể nói tôi là một người thành đạt, nhưng thứ mà tôi theo đuổi chưa bao giờ là tiền bạc. Mặc dù nó là một phần thiết yếu để thiết lập một cuộc sống tươi đẹp, cha mẹ tôi không cho tôi được nhiều thứ, nhưng họ đã khiến tôi tin rằng sống ở trên cuộc đời này, điều quan trọng nhất là hạnh phúc. Và sau đây, tôi muốn chia sẻ về hành trình tìm đến hạnh phúc của mình. Đó là một hành trình không dễ dàng. Tôi quyết định lập gia đình ở độ tuổi 23 với một cô gái tên là Linda, và chúng tôi có một đứa con trai là Christopher. Cuộc sống gia đình nảy sinh nhiều chi phí không tên, khiến những kế hoạch kinh doanh cứ nảy ra trong đầu. Tôi quyết định đầu tư vào một chiếc máy. Nó là một chiếc máy tiên tiến của y học, giúp cho các bác sĩ có thể soi xương bệnh nhân một cách thuận tiện hơn một chút, nhưng giá thì đắt gấp đôi. Tôi cố gắng sale sản phẩm của tương lai, nhưng hóa ra tương lai của tôi mới là thứ đáng báo động. Tôi đã hoàn toàn không hiểu các bác sĩ, họ không cần một cái máy như vậy, hoặc ít nhất là chưa cần. Vì cuộc sống bộn bề, tôi và vợ phải gửi con đến một nhà mầm non của người Hoa. Chào ông, tôi muốn ý kiến về việc chữ happiness ở đây viết sai chính tả. Nǐ shù shěn mò? Chữ y dài trong chữ happiness này phải là chữ y ngắn mới đúng. Nǐ shù wǒ pā bǎ? Và một ngày như mọi ngày đi làm, tôi ôm chiếc máy đợi xe bus với hy vọng nhận được một chiếc gật đầu. Và như màu da của mình, tôi hơi đen. Sự đen đủi không chỉ đến từ việc khách hàng blue trắng từ chối. Các bạn có nhìn thấy chiếc xe đó không? Nó đã bị khóa vì đậu xe lung tung. Đó chính là lý do khiến tôi phải di chuyển bằng bus. Và nếu tôi bán được một chiếc máy, chỉ một chiếc nữa thôi, ghế chờ xe bus sẽ ít đi một người da đen. Nhưng đó chỉ là nếu mà thôi. Thực tại thì tôi thậm chí còn đang cãi nhau với vợ rằng ai sẽ là người đi đón con. Vì cả hai đều bận, chiếc xe của tôi đã được đưa đi và trông nom bởi chính quyền. Tối hôm đó, như bao buổi tối khác, chúng tôi dùng bữa cùng nhau. Tôi nhìn thấy một món đồ chơi mới của Christopher, một người đồng nghiệp của vợ tôi đã tặng nó. Nó có tên là Rubik. Quy tắc trò chơi này chỉ có hai chữ: cùng màu. Tôi vừa chơi Rubik, vừa đứng cãi nhau với vợ về tiền điện, tiền nhà, tiền nước, tiền thuế và tiền đình. Nhìn một cách tích cực thì tôi là một người có thể làm việc multitask. Ngày mới đã tới, ôi háo hức quá. Đi chào hàng tiếp nào. Trên đường đi làm, tôi vô tình cảm nhận được sự hạnh phúc trên khuôn mặt của những người quanh đây, thứ mà có vẻ như tôi không có. Và tôi quyết định rằng sự rạng rỡ đó phải là thứ hiện lên trên khuôn mặt của mình những ngày sau này. Nhưng trước mắt thì tôi lại tiếp tục cãi nhau với vợ. Linda, anh nghĩ rằng mình sẽ làm môi giới chứng khoán. Em nghĩ là anh nên làm Captain America. Anh đang cố gắng từng ngày. Em bị khiếm thị hả Linda? Tôi đã làm việc như một con chó đúng nghĩa đen trong 4 tháng qua. Anh thì không à? Hay là vì anh là đàn ông nên tất cả là lỗi của anh? Hãy bán những cái máy chết tiệt đó đi Chris. Tôi không muốn. Mà thôi, bỏ đi. Khi gặp những áp lực, chúng ta hay có những hành động thiếu suy nghĩ. À không, phải gọi là ngu. Tôi nhờ một cô gái đang kiếm tiền trên phố trông hộ chiếc máy bằng sinh hoạt phí cả tháng của mình với giá $1. Tôi vào trong tòa nhà mà mình đã nộp đơn xin làm thực tập viên môi giới tài chính. Đang trong giây phút phỏng vấn căng thẳng, tôi phát hiện ra điều chắc chắn sẽ xảy ra. Cô gái đáng tin kia đang cầm chiếc máy của tôi và chạy như một vận động viên điền kinh. Christopher Paul freaking dumb Garner đuổi theo sinh hoạt phí của mình, và quý cô kia đã lên tàu điện ngầm cầm theo cả tiền nhà tháng này của tôi. Quay lại với câu chuyện thực tập viên môi giới, chỉ 20 người được nhận và một người thành nhân viên chính thức. Đó là lý do tôi phải cạnh tranh thật sự gay gắt để trở nên nổi bật nhất. Thật ra tôi nổi bật thật khi là người giỏi những con số, và tôi cần gặp trưởng bộ phận nhân sự của công ty để show cho ông thấy điều đó, nhưng ông ta quá bận rộn. Trên đường đi về, tôi gặp lại cô bé trông đồ hôm qua. Và hôm nay thì vận động viên điền kinh huy chương vàng Olympic cũng không thể là đối thủ của tôi nữa rồi. Cảm ơn đã giữ hộ cái máy, em gái. Tuyệt vời, KPI hôm nay là bán một cái. Và giờ tôi thậm chí còn có hai cái chưa bán được. Hôm nay là sinh nhật của một thiên thần, con trai tôi, Christopher. Tôi tặng nó một quả bóng rổ và tặng cho vợ tôi thêm một lý do để rời đi. Cô ấy thậm chí còn chẳng thèm cãi nhau nữa. Nhưng tôi chẳng có thời gian để mà buồn. Ngày mới lại tiếp tục, tôi phục kích ông trưởng phòng nhân sự hôm qua. Và cơ hội đã đến, ông phải đi taxi đến một địa điểm chết tiệt nào đó. Tôi tự hỏi tại sao không đi cùng nhỉ? Chút ít thời gian trên taxi là đủ để tôi thể hiện bản thân mình. Ông ta không hứng thú với những gì tôi nói và chỉ ngồi đó chơi Rubik. Khoan đã, đó chính xác là trò Rubik tôi đã từng chơi. Tôi hoàn thành trò chơi hình vuông đó trong quãng đường mà quý ông kia đi. Chắc đó là điều ấn tượng nhất mà tôi có thể làm với trưởng phòng nhân sự của mình. À không, phải nói là trưởng phòng nhân sự tương lai. Ông ấy đến nơi mình cần đến, còn tôi thì không có tiền để trả taxi. Một lần nữa, hóa vai vận động viên điền kinh Olympic, tôi chạy trốn. Làm việc xấu ắt gặp quả báo. Tôi đánh rơi chiếc máy khi đang cố vào tàu điện ngầm. Nó được nhặt bởi một ông cụ vô gia cư. Nhưng các bạn biết điều gì vui hơn không? Vợ tôi gọi và nói rằng cô ấy sẽ ra đi. Cô không được mang con tôi đi. Tôi gào to hơn cả cơn mưa chiều mùa hạ oi ả, rồi hớt hải trở về nhà. Nhưng điều mệt mỏi nhất là chẳng còn thấy ai, đang rối bời. Ông trưởng phòng nhân sự gọi tới và đọc cho tôi số điện thoại của nhân sự để tiến hành phỏng vấn. Như tôi đã nói với các bạn, tôi giỏi các con số nên đã ghi nhớ nó. Vì nhà không có một cái bút, tôi phải chạy ra cửa hàng tiện lợi gần nhất
để ghi những thứ mà tôi nhớ trong đầu. Một ngày thật dài, nhưng như tôi đã nói, ngày mới lại tới. Tôi gặp vợ mình trên đường đón con. Đừng bao giờ nghĩ đến việc đem Christopher đi, nghe chưa? Cô muốn đi lắm đúng không? Đúng, tôi muốn biến khỏi đây càng sớm càng tốt. Đèn xanh kìa, anh chính là người lôi gia đình chúng ta đến tình cảnh này. Cô quá yếu đuối, suốt ngày gào khóc như một đứa trẻ. Tôi không hạnh phúc nữa Chris, tôi mệt mỏi quá rồi. Đi đi, tôi nói đèn xanh kìa, nhưng Christopher phải ở với tôi. Và rồi tôi đến đợi Christopher tại nhà trẻ. Mẹ đâu hả bố? Mẹ bận rồi con yêu. Sao mẹ nói hôm nay sẽ đến đón con mà? Bố không biết đỡ con trai. Cơn mưa thỉnh thoảng cũng bất chợt mà. Tối đến, tôi nấu ăn cho con trai mình. Hôm nay thực đơn có gì nào? Bít tết, bánh mì và hóa đơn tiền nhà chưa đóng. Vừa nói tào tháo, chủ nhà xuất hiện. Anh Gardner, tôi muốn nhận tiền nhà của mình. Một người bố như tôi chỉ biết lôi đứa con nhỏ ra để làm lý do trì hoãn. Và chúng tôi có thêm một tuần. Tôi dạo này được gặp rất nhiều người. Và sáng hôm sau là cảnh sát. Họ nói về việc tôi phải đóng đống vé phạt đỗ xe sai quy định. Không thì xe tôi sẽ ra đi như cách mà vợ tôi vừa làm. Tôi mặc bộ quần áo nhem nhuốc dính đầy sơn của mình ở đồn công an cả đêm. Vì họ bảo tôi phải ngồi đây và chờ đến 9 rưỡi sáng mai để hoàn thành các thủ tục. Nếu không sẽ bị giam lại. Các bạn biết điều gì thú vị không? Sáng mai tôi có cuộc phỏng vấn thực tập sinh chứng khoán. Tôi phải làm một điều vô cùng nhục nhã là nhờ vả vợ mình. À không, lúc này phải gọi là vợ cũ đón Christopher. Sáng hôm sau cuối cùng cũng đã tới. Tôi không có thời gian để khoác lên cho mình bộ quần áo lịch lãm và đi phỏng vấn với áo ba lỗ dính sơn và quần jean. Thật ra thì cũng lịch sự đấy chứ nhỉ. Tôi vào phòng phỏng vấn, tay bắt bật mừng với tất cả các đại biểu, rồi tự tin như sắp tranh cử tổng thống với Donald Trump. Vừa đến đây từ cái rạp xiếc nơi anh làm part time à? Nói điều này có vẻ khó tin, nhưng tôi vừa chạy thẳng đến đây từ đồn công an. Tôi ngồi ngoài kia và nghĩ ra đủ mọi câu chuyện logic để hợp lý hóa trang phục mà mình đi phỏng vấn hôm nay. Rồi tôi bước vào đây và tự hỏi, tại sao không nói những gì đã thực sự xảy ra nhỉ? Cái gì dính trên mặt anh vậy? Sơn à? Nó khô chưa? Đúng, tôi đã sơn tường hôm qua vì không trả nổi tiền thuê nhà. Vì sao anh phải tới đồn cảnh sát? Vì không trả tiền vé phạt đỗ xe. Chris, nếu anh là tôi, anh có thuê một người dính đầy sơn trên mặt và thậm chí còn không mặc nổi một chiếc áo sơ mi khi đi phỏng vấn không? Lỡ quần anh ta đẹp thì sao? Và cả căn phòng bỗng cười phá lên sau sự tự tin của một người chẳng còn gì để mất. Trưởng phòng nhân sự của tôi sau đó không quên chúc mừng màn phỏng vấn rất ấn tượng của một thằng chết trôi. Thực tập sinh, không lương, mơ hồ về cơ hội chính thức. Mission complete. Và nếu tôi không được nhận, sẽ mất 6 tháng mới có thể nộp đơn xin việc ở công ty môi giới tài chính khác. Tôi về nhà đợi vợ cũ mang Christopher tới. Tối hôm đó là lần cuối cùng tôi thấy Linda. Cô ta tới New York, hoặc ít nhất là cô ta nói như vậy. Nói với con rằng tôi yêu nó được chứ. Thời hạn một tuần trôi qua, chúng tôi đã phải chuyển đến nhà nghỉ để ở. Tuy Christopher không nói gì, nhưng nó biết gia đình nó đang không ổn. Hôm đó là thứ bảy. Tôi nhận ra lâu lắm rồi tôi không chơi với con trai mình. Tôi chơi bóng rổ với cậu nhóc để tạm quên những điều tiêu cực gần đây. Này con trai, đừng bao giờ để ai đó bảo mình rằng con không làm được điều gì đó. Mày có thể nghèo về vật chất, nhưng không được nghèo về giấc mơ. Muốn gì, đến và giành lấy nó. Hết, không than thở, không đổ lỗi. Cái sao bố không giành được tình yêu của mẹ nữa? Hết giờ chơi rồi đi về thôi. Ông trời không phụ người có lòng. Cuối cùng tôi cũng bán thêm được một chiếc máy. Tôi sau đó đến công ty để nghe phổ biến thêm về công việc của mình. Về cơ bản, những thực tập sinh sẽ được phát một quyển sách để học những kỹ năng cần thiết cho ngành tài chính, thực hiện các cuộc gọi với khách hàng tiềm năng. Nhiều cuộc gọi nghĩa là nhiều khách hàng nghĩa là nhiều tiền cho công ty. Và quán quân sẽ trở thành nhân viên chính thức. Đang trên đường về, tôi gặp ông vô gia cư đã cầm chiếc máy của mình lúc ở ga tàu điện. Và điền kinh vẫn luôn là thế mạnh của tôi. Chiếc giày chết tiệt, đâu rồi? Anh mất một chiếc giày kìa. Bố mất một chiếc giày kìa. Một ngày mới lại tới. Như thường lệ tôi đến sớm và làm những việc quan trọng như mua cà phê, bánh donut cho quản lý. Cảm giác bị đánh giá thấp và coi thường. Các bạn chắc là hiểu đúng không? Rồi 4 giờ phải bắt xe bus để kịp đón Christopher tại nơi thậm chí còn không đánh vần được từ hạnh phúc. Tiếp theo là về chiếc nhà nghỉ ở tận bên kia thành phố, nơi mà dĩ nhiên tôi vẫn chưa có tiền đóng trọ. Ngày hôm sau, mọi thứ lặp lại. Mọi ứng viên đều ở công ty đến 7 giờ tối. Còn tôi thì có Christopher nên phải về sớm, nhưng vẫn phải hoàn thành lượng công việc tương đương những ứng viên khác. Tôi quyết định không cúp máy giữa những cuộc gọi. Không uống nước nên không buồn đái. Sau nhiều cuộc gọi không đến đâu, thì có một cuộc gọi đã đưa tôi đến cơ hội. Tôi cuống cuồng chạy đến nơi có cuộc hẹn với khách hàng tiềm năng thì Chris, Chris, anh có thể đậu chiếc xe của tôi được không? Tôi, anh cần xoay chìa khóa một chút vì ổ khóa bị kẹt. Cảm ơn. Và thế là tôi đã lỡ buổi hẹn đó, cộng thêm một phiếu phạt đỗ xe sai quy định. Nhưng tôi không phải là một người dễ dàng bỏ cuộc. Tôi tự tìm cho mình cơ hội khác khi tìm đến nhà khách hàng tiềm năng với Christopher. Vì tôi biết rõ rằng
ông ta chuẩn bị đi xem bóng bầu dục. Hai gia đình có cuộc dự khán bóng bầu dục khá vui, nhưng mục đích của tôi thì không đạt được. Sau 4 tháng, tôi đã biến hết đống máy tồn kho thành dollar. Cuộc sống tưởng chừng như màu hồng từ đây, cho đến một ngày, chính phủ gọi cho tôi một gáo nước lạnh. Họ thò tay vào tài khoản ngân hàng và lấy đi tất cả số tiền tôi đang có, không cảnh báo, không gì hết. Tất cả chỉ vì không đóng thuế. Đúng lúc này thì trả tiền cho tao, không thì mày sẽ sống không bằng chết. Tôi đi đòi 14 đô đã cho một gã ất ơ nào đó vay và hắn không trả. Đang ngồi thẩn thơ ở công viên, tôi lại bắt gặp được ông già vô gia cư cầm chiếc máy của mình. Và lần này thì không thể nào bắt hụt được nữa. Bán được nó là hy vọng cuối cùng để bố con tôi không trở thành ông già kia. Nhưng chiếc máy bị hỏng nên chưa thể bán được. Tối hôm đó, tôi và Christopher về nhà nghỉ, nhưng ổ khóa đã thay. Chúng tôi lang thang ở ga tàu điện ngầm vì không trốn dung thân. Bố ơi, ông già vô gia cư đó bảo đây là cỗ máy thời gian, có đúng không? Đúng vậy con trai, nhắm mắt vào đi. Thấy không, con trai, chúng ta đã về thời tiền sử. Khủng long kìa, cẩn thận bố ơi, đừng dẫm vào lửa, con đang lạnh run lên rồi đây này. Đúng đúng, vì chúng ta là người tiền sử nên cần một chỗ ẩn náu. Đi theo bố. Và rồi tôi dẫn con trai mình vào phòng vệ sinh, trải giấy vệ sinh ra để nằm ngủ. Bố xin lỗi con. Nhờ một người phụ nữ, tôi biết được một chỗ ở cho người vô gia cư miễn phí, Glide. Xếp hàng ở đó thật dài. Tối hôm đó, sau khi đưa thằng bé đi ngủ, tôi cố gắng sửa chiếc tiền sinh hoạt phí tháng này, kết hợp với đọc sách để tăng phần trăm cơ hội trở thành nhân viên chính thức. Tôi học cách kết thúc công việc mình thật sớm để còn có thời gian được xếp hàng ở Glide. Bố ơi đợi con. Chạy nhanh lên Christopher. Captain của con bố, bố ơi. Im lặng Christopher. Chúng tôi lên kịp chuyến xe bus, thêm một ngày nữa không phải ngủ ngoài đường. Ngày hôm sau, tôi có bài kiểm tra kiến thức ở công ty, và như một thói quen, tôi hoàn thành nó sớm để về xếp hàng. Nhưng hôm nay không phải là một ngày may mắn, Glide đã kín phòng. Tôi đi hiến máu để có thêm chi phí trang trải, một chút đồ nghề để sửa cái phí sinh hoạt cả tháng. Tối hôm đó, Christopher hỏi, có phải vì con mà mẹ bỏ đi không bố? Không bao giờ được phép nghĩ như vậy nghe chưa? Trong đêm hôm mò mẫm, chiếc máy cuối cùng cũng sửa được, 250 đô được cộng vào ví, và rồi cũng có một chỗ ngủ tử tế. Ngày cuối cùng của kỳ thực tập rồi cũng đến, tôi được gọi vào văn phòng để thông báo kết quả. Ít nhất thì ngày cuối cùng tôi cũng mặc một chiếc áo sơ mi tử tế phải không? Anh nghĩ sao nếu ngày mai tiếp tục mặc một chiếc áo sơ mi khác? Nước mắt không thể kìm được rơi xuống từng giọt. Tôi bắt tay từng người một và cảm thấy vô cùng biết ơn. Chặng đường hạnh phúc của tôi chính thức bắt đầu từ đây. Những tia sáng hy vọng trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết. Cuộc đời giống như một cuốn sổ hành trình, và mỗi trang nên được lấp đầy bởi những kỷ niệm. Biết gì không, sổ của tôi nó chả có gì cả. Một công việc nhàm chán với những người đồng nghiệp lâu năm, và chẳng có một mối tình nào. Nhưng điều đó sắp sửa thay đổi. Đây là Cheryl Melhoff, một nữ đồng nghiệp mới vào làm ở công ty tôi. Mắt nàng sáng dáng nàng hiền. Nàng ghét hẹn hò online và thích mua áo chùm cuối. Dù đã tìm được nick kết bạn online với cô ấy, nhưng tôi lỡ bấm vào cái nút kết bạn. Cô ấy lại nghĩ tôi biến thái thì sao. Thu hết can đảm, tôi nháy chuột. Nhưng cái định mệnh cuộc đời. Lỗi hệ thống. Lỗi hệ thống, lỗi hệ thống, lỗi hệ thống hay lỗi hệ thống. Alo admin web đấy à? Lỗi còn. Tôi không biết là do họ hay là do VNPT nữa, nhưng mà tôi cứ chửi cho chắc. Nhưng mà họ lại bảo nguyên nhân là do phần bio của tôi vẫn để trống. Và sự thật là tôi không có gì để điền vào đó cả. Tất cả những gì tôi có là trí tưởng tượng hơi bị fristy, và đôi khi hơi bị ngáo đá. Khi chìm vào đó, tôi bất giác đơ người ra. Còn về sự nghiệp công danh thì tôi đang làm phụ trách rửa ảnh phim âm bản cho tạp chí Life cùng một anh bạn nữa. Cơ bản thì công việc này cũng dễ, nhưng là dễ bị đuổi, vì sai một ly là đi luôn cả việc. Đang hưởng cuộc sống thái bình thì đùng một cái sét đánh ngang tai, công ty tôi đang làm đã bị bán. Tạp chí Life sẽ chuyển đổi từ báo giấy sang báo số, vì thế sẽ có một cuộc thanh trừng nhân sự. Và cái tên dâu xồm này sẽ đảm nhiệm vai trò chuyển giao đó. Hắn là một cái mặt khó ưa, và cái nết cũng khó ưa tương tự. Trong sự nghiệp 16 năm hành nghề của mình, nhiếp ảnh gia gắn bó nhất với tôi là Sean O'Connor. Vẫn như thường lệ, Sean sẽ gửi ảnh anh ta chụp đến, còn tôi sẽ rửa ảnh. Nhưng hôm nay, đi kèm với những cuộn phim, ông ta gửi tặng tôi một món quà. Bên ngoài lời nhắn ghi chú về bức ảnh số 25, tấm ảnh đẹp nhất ông từng chụp, tên là Tinh Hoa Cuộc Sống. Bên trong là một chiếc ví. Sau khi đồng nghiệp dàn phim xong, tôi phát hiện ra méo có tấm số 25 nào cả. Còn thứ đáng sợ hơn là Sean đã gửi yêu cầu phải lấy tấm đó làm ảnh bìa. Rồi xong, anh em chiến hữu đã lâu mà bóp nhau quả thấm quá. Trong buổi họp toàn nhân viên, dâu xồm bảo số báo này là số báo cuối, và đòi tôi đưa tấm ảnh 25 để làm trang bìa. Tôi phải tìm ra nó, hoặc ít nhất là phải tìm ra cách liên lạc với Sean để xin lại. Tôi xui nhưng tôi không ngu, và tôi mượn cớ xin địa chỉ của Sean để bắt chuyện với nàng thơ của mình. Tuy cũng không rõ,
nhưng ít nhất Cheryl sẽ hỏi người bạn đã chuyển sex cho Sean xem sao. Thôi thì đành đặt ngôi sao hy vọng vào đây tôi chứ biết làm sao được. Cơ mà Sean vốn liên tục di chuyển để chụp ảnh, nên tôi đành tìm manh mối từ những âm bản khác. Áp lực công việc đè nặng lên vai. Nhưng còn một thứ nữa cũng khiến tôi đau đầu, đó là việc tìm được một nơi ở mới cho mẹ. Vừa chứa được chiếc piano kỷ vật của bố, trong khi dọn dẹp lại đồ cũ, tôi tìm được những kỷ niệm thời xưa, cuốn sổ lịch trình bố tặng, những đĩa băng cũ, những bức ảnh thời trẻ trâu. Khi đang sống lại những ký ức vui vẻ, thì anh bạn đồng nghiệp báo cho tôi biết những bức ảnh đã được rửa xong. Tôi tức tốc trở về công ty. Nhìn vào bức ảnh, tôi tìm thấy dòng chữ A Kiss Next, nhờ Cheryl hỏi chị Google. Chưa kịp nhận được câu trả lời thì tôi được nàng thơ rủ đi đón con trai của cô ấy cùng. Đến nơi thấy cu cháu này chơi ván còn non và xanh quá, nên tôi cho nó thấy trượt ván thực sự là như nào, bởi vì đó là điều mà người lớn nên làm. Sau cuộc nói chuyện với cô bạn làm bên kế toán, thì Cheryl gợi ý cho tôi ông ấy có thể đang ở Jersey hoặc Greenland. Và A Kiss Next là tên một con tàu ở Greenland, được ở bên cô ấy một lúc mà cứ ngỡ cả hai đã yêu. Tôi đã vẽ xong câu chuyện tình yêu giống Benjamin Button, chỉ có điều là có hậu hơn. Đang mơ hay thì một giọng nói kéo tôi trở về thực tại. Dậy đi ông cháu ơi, xong rồi. À không, goodbye Walter. Với những manh mối tìm được và áp lực từ ông dâu sồm, tôi bèn hạ quyết tâm xách vali đi một chuyến. Sau khi hạ cánh xuống vùng đất Greenland, tôi đi đến một quán bar trong thị trấn gần đó để kiếm chút in tư. Một thằng cha đang thất tình nào đó hát váng cả đầu trong quán. Sau khi hỏi thăm chủ quán, tôi biết được ở đây người ta vận chuyển thư từ bằng trực thăng, và đây cũng là nơi nó cất cánh. Đang nhấm nháp tí ẩm thực địa phương thì gã karaoke đến lan tỏa cảm giác cô đơn cho tôi. Này ông bạn, hát với tôi không? Không. Đang sắp được trang bị thêm vài lỗ thông gió thì tôi xin dừng cuộc chơi. Không phải vì tôi rén, mà vì tôi nhận ra ngón tay của hắn chính là ngón tay trong một tấm ảnh Sean gửi. May thật chứ bao người ở đây mà tôi vẫn tìm được ngón tay của anh. Cái nước này có 8 mạng thôi bro, tìm là ra rồi. Té ra ông cháu này là phi công, và 5 phút sau sẽ cất cánh mang hàng tới tàu A Kiss Next. Gã vừa nốc bia vừa gạ tôi đi cùng. Nhưng mà nhìn cái giày bia này đi, nhìn nó đi. Thời tiết thì đang mưa gió bập bùng, nên tôi tự biết khôn mà từ chối. Nhưng cái đầu vẽ vời lần nữa lại bật công tắc. Hình ảnh Cheryl vừa hát vừa đàn như kích hoạt thêm máu sim và máu điên của tôi lên. Kệ mẹ nguy hiểm, tôi nhảy lên bay cùng gã say xỉn đó. Khi bay đến gần con tàu, tôi mới hay tin ở đây méo có chỗ hạ cánh. Gã say bảo tôi cầm thêm kiện hàng mà nhảy xuống tàu. Tôi nhảy, nhưng mà nhảy nhầm bên. Trong khi đang hóa đen trong bài 2 triệu năm, tôi thấy một cái vây cá lẩn khuất xung quanh. Vây cá heo đó bà, ông thuyền trưởng bảo thế. Nhưng tôi thấy lạ lắm, đang mông lung với xung quanh toàn là nước ê, thì chồm lên ối rồi, một con cá mập. Nếu không có cái vali và mấy người đưa thuyền tới thì giờ này sang năm có khi là dỗ đầu của tôi rồi. Khi được cứu lên tàu, tôi có hỏi thuyền trưởng về Sean thì biết tin ông ta đã đi từ 4 tiếng trước. Các thiết bị cài đặt radio liên lạc đều nằm trong kiện hàng tôi cầm ban nãy, và bây giờ nó đã nằm im dưới đáy biển mất rồi. Nhưng ít nhất tôi cũng biết được Sean sẽ đến Iceland và lịch trình chụp ảnh của ông ta qua giấy bọc bánh. Sáng hôm sau con tàu cập bến cảng Iceland. Vừa xuống tàu, tôi đã phải dồn cơ đít thít cơ mông, chạy thật nhanh để giành lấy chiếc xe đạp duy nhất để đi vào thị trấn. Cảm giác đạp xe chiêu chiêu mà thêm cái binh chi linh nữa thì nó là tuyệt vời. À cả Cheryl bên cạnh nữa thì hết nước chấm. Ếch, ngã xe. Tôi thì ổn, còn cái xe đạp thì méo vành. Thế là tôi phải cuốc bộ suốt chặng đường còn lại. Cũng may trên đường đi tôi gặp một đám trẻ để hỏi thăm lối vào trong thị trấn, nhưng vì bất đồng ngôn ngữ nên chúng chẳng hiểu tôi nói gì. Kể cả thế, tôi vẫn có được một con ván trượt ngầu lòi. Sau khi đổi cho lũ nhóc con búp bê Mỹ của tôi vào khách sạn gần đó để tìm thông tin, thì tôi biết được Sean vừa rời khỏi đây để đến sân bay trong thung lũng. Mặc những lời xì xồ gì đó của ông chủ khách sạn, tôi vội vàng ba chân bốn cẳng đến chỗ Sean trước khi ông ta lại biến mất. Tự trang bị bộ đổi hướng bằng đá, tôi đổ đèo với chiếc ván trượt mới tậu. Cảm giác phê pha với tốc độ khiến tôi hồi tưởng lại thời xưa cũ, cái hồi tôi còn là dân chơi trong xóm với mái tóc màu gà thương hiệu và đoạt chức vô địch skateboard. Sau một hồi phiêu, tôi cũng đến được thị trấn, nhưng tuyệt nhiên chẳng có lấy một bóng người. Không có là phải, vì núi lửa sắp phun trào. Và nhờ ơn các cụ phù hộ, ông chủ khách sạn trước đó đã không bỏ mặc mà quay lại cứu tôi một mạng. Sau khi say goodbye và gửi lời thank you ông chủ khách sạn, tôi vào quán ăn gần đó, tiếp tục suy nghĩ đường đi tiếp theo. Tôi liên hệ với Cheryl để tra những từ mà Sean để lại, biết được nghĩa từ đầu, còn từ warlock thì chịu. Tiện đó, tôi và Cheryl đã nói chuyện một chút về những trải nghiệm của tôi ở đây. Trước khi tiếp tục tìm Sean, tôi phải trở về công ty cái đã, vì dâu sồm đã bắt đầu thực hiện quá trình thanh trừng mất rồi. Vừa mới thò chân trở lại, hắn sa thải tôi luôn, vì mãi chưa nộp tấm ảnh tinh hoa cuộc sống. Mặc tôi có thanh minh thế nào, không chỉ có tôi mà một loạt nhân viên khác cũng bị cho ra đường, trong đó có Cheryl tìm đến nhà crush để tặng cậu con trai cô ấy cái ván trượt. Nhưng người ra mở cửa lại là chồng cũ của cổ. Đoán được rằng họ đã quay lại với nhau, tôi đành để cái ván trượt trước cửa và rời đi. Sau khi vét sạch tiền trong ví trả tiền vận chuyển chiếc piano, tôi vứt luôn cái ví Sean tặng. Đang chán đời thì tôi nhận ra cái piano này lại là một thứ mà Sean đã chụp.
Té ra Sean đã ghé thăm mẹ tôi. Bà đã nói cho tôi ngày sinh nhật, nhưng vì lúc ấy đang để tâm hồn đi xa nên tôi chẳng nhớ gì. Sau khi kể bà nghe về việc mình bị sa thải, việc tìm Sean và cái từ Warlock khó hiểu, thì bà đã cho tôi một gợi ý. Nó không phải là Warlock mà là Warlords. Sau khi tra cứu, tôi đã tìm ra vị trí của Sean ở Afghanistan. Sau khi nghe lời động viên của mẹ, tôi quyết định phải hoàn tất công việc đang dang dở và lên đồ đi đến vùng Trung Á, không quên mang theo tấm sổ hành trình bố. Chuyến đi với những trải nghiệm lần đầu đều được tôi ghi lại, từ thuê hai thổ dân địa phương làm dẫn đường, làm nghi thức xin lời cầu chúc của thần núi, mời các Warlords bánh mẹ làm để thông hành, hoàn thành các thử thách cả về thể xác lẫn tinh thần, và cuối cùng là tự đi mà không cần người chỉ dẫn. Tôi cũng đạt được mục đích cuối cùng là tìm ra Sean. Hỏi ông ta về tấm ảnh số 25 thì ông ta mới bảo ông ta để nó ngay trong cái ví quà gửi tôi cho chắc, lỡ rớt thì sao. Rớt cái đấy, tôi vừa đưa nó đi tái chế trong đống rác. Một phút mặc niệm cho tinh hoa cuộc sống, nhưng nhờ cuộc hành trình này mà tôi đã có thêm những trải nghiệm trước đây tôi chưa từng trải qua. Trở lại với nước Mẽo, tôi được chào đón bởi một màn khám xét từ A đến Á. A là khi tôi bị lấy mất cây sáo được tặng. Á là khi tôi bị ăn đòn do chống cự khi muốn lấy lại nó. Cũng may có anh chàng trên trang hẹn hò, người vẫn luôn giúp tôi hoàn thành trang cá nhân, đã đến và bảo lãnh đưa tôi ra. Nói chuyện với anh chàng đó, tôi mới hay tin. Sau khi hoàn thành profile với những trải nghiệm cực khủng mà tôi liên tục cập nhật cho anh ta biết, tôi đã có được hơn 300 cái nháy mắt làm quen trên trang hẹn hò. Thời đào hoa tới cản không kịp, nhưng bây giờ trong tôi chỉ có một cô gái duy nhất. Những người khác đều không quan trọng, và đó là Cheryl. Vì hoàn cảnh nên tôi buộc phải bán chiếc piano đi. Không một lời trách cứ, mẹ còn an ủi lại tôi. Hơn nữa bà còn tặng tôi một món quà đặc biệt, đó là chiếc ví bên trong có tấm ảnh số 25 của Sean. Thế là tôi đập tấm ảnh số 25 vào mặt râu sồm theo nghĩa bóng, và không quên thay lời những người đồng cảnh ngộ, gửi gắm hắn vài câu đạo lý: bớt lạm quyền đi thằng khốn. Khi đang đăng CV tìm việc mới, tôi nhận được email cảm ơn của con trai Cheryl. Khi đi nhận tiền đền bù sa thải, tôi gặp lại cô ấy. Không chần chừ thêm, có liều thì mới có người yêu, tôi bày tỏ với Cheryl và nhận được sự đồng ý của cô ấy. Thì ra không có sự tái hôn nào cả. Tôi đã hơi ngáo mà không chịu hỏi rõ mà thôi. Và khi đi ngang qua sạp báo, nơi số cuối cùng của tạp chí Life đang bày bán, tôi thấy thứ mà Sean chụp trong tinh hoa cuộc sống khi đang soi âm bản trước ánh mặt trời. Và số tạp chí này là để tôn vinh những người đã tạo ra nó. Thôi thì 16 năm cống hiến với việc làm ảnh, cuối cùng tôi cũng đã có một tấm ảnh cho riêng mình. Và sau 40 năm chăn đơn gối chiếc, cuối cùng tôi cũng có người ở bên cạnh. Còn bạn thì sao? Cuốn sổ hành trình đã đầy chưa? Nếu chưa thì hãy bắt đầu ngay thôi nào. Ngay và luôn. Năm tôi lên 6, tôi đọc được một cuốn sách về rừng nguyên sinh. Trong sách có nói rằng chăn Nam Mỹ có thể ăn tái con mồi không cần nhai. Tôi đã suy nghĩ rất nhiều về chủ đề này, nên tôi quyết định thể hiện nó qua bức vẽ đầu đời của mình. Khi tôi đưa bức tranh cho người lớn xem, họ nói rằng tôi vẽ một cái mũ quá xấu. Có lẽ do tôi vẽ chưa được chi tiết lắm. Thế này thì sao? Thật ra là con nên dành thời gian để học, chứ không phải là mấy cái chuyện tào lao này. Và rồi tôi nghe theo họ, tôi trưởng thành. Tôi quên mất việc làm một đứa trẻ như thế nào, cho đến khi phép màu đó xuất hiện. Tôi muốn tìm một người để chia sẻ câu chuyện này, nhưng có vẻ thế giới này quá người lớn. Vậy nên tôi đã nhờ content Phúc Lộc, editor LD và tôi quằn quại để làm nên một video này gửi tới các viewer của The Reviewer. Tôi không mong nó sẽ khuyến khích mọi người làm những đứa trẻ mãi mãi, mà chỉ hy vọng ở đâu đó trong sự trưởng thành, ta sẽ gặp lại những cô cậu bé trong mỗi chúng ta. Điều gì tạo nên nền tảng tương lai cho một đứa trẻ? Nhiều người sẽ cho rằng đó là giáo dục. Đúng rồi, hẳn là giáo dục. Người phụ nữ này cũng có chung suy nghĩ đấy. Bà là mẹ của Chai, cái tên tôi dành cho cô bé này. Hôm nay là ngày Chai tham gia buổi phỏng vấn trực tiếp trong một slot vào ngôi trường danh tiếng Wood. Hai mẹ con đã chuẩn bị rất kỹ cho màn vấn đáp. Chai cũng rất tự tin một cách máy móc. Mọi thứ đều rất ổn cho đến phút thứ 90, với câu hỏi lớn mà ban giám hiệu dành cho Chai: sau này trưởng thành em sẽ làm gì? Sợ, đây chính xác là câu hỏi mà các ông nên hỏi đứa trẻ con. Phi công, giáo viên hay đơn giản là TikToker? Rất nhiều sự lựa chọn cho Chai, nhưng cô bé đã đi thẳng vào lòng đất khi dập nguyên si câu trả lời được mẹ chuẩn bị cho mình. Chỉ đến khi được mẹ ra hiệu thì Chai mới nhận ra đi thực sự quá xa, để rồi ngất ngay tại chỗ. Thua keo này ta bày keo khác. Mẹ đã có một phương án B để giúp cho Chai được vào trường Wood, đó là chuyển nhà đến gần trường nhằm nhận một chỗ cho học sinh địa phương. Chắc thế. Và đây chính là bước chuyển lớn dành cho tương lai của Chai. Chỗ ở mới của gia đình cô bé là một con phố với những ngôi nhà với kiểu dáng y xì đúc, chưa gì đã thấy một sự ngột ngạt không hề nhẹ. Khi vừa đến nơi ở mới, sự chú ý của Chai đã đập ngay vào ngôi nhà bên cạnh, với ấn tượng không dễ chịu một chút nào. Y như cái cách bà mẹ khó chịu với đám chim từ đó bay sang vậy. Đuổi đến con cuối cùng để giúp con tự tin khi vào trường Wood, và xa hơn là trở thành một người trưởng thành vĩ đại. Bà mẹ đã lên sẵn cho Chai một dự án trọn đời. Mọi thứ đều được sắp xếp chỉn chu từ A đến Z, kể cả quà tặng sinh nhật cho con từng năm. Trước mắt, việc cô bé cần phải tập trung là hoàn thành thử thách 53 ngày chuẩn bị cho ngày đầu đến trường. Mọi thứ đã được lên sẵn, Chai cứ vậy mà triển. Khi đó một tương lai tươi sáng sẽ đến với cô bé, ít nhất đó là điều mà bà mẹ khẳng định. Như mọi khi, bà mẹ luôn bận rộn với công việc, người trưởng thành mà.
Họ lúc nào cũng thế. Nên việc cô bé ở nhà một mình chẳng có gì mới lạ cả. Chỉ là hôm nay có cái lạ, mùi xăng nồng nặc đã đủ lạ chưa? Một vụ nổ thì sao? Cái này thì chắc là rồi. Chưa dừng lại ở đó, từ bên kia bức tường, một ông bác cao lêu khêu sang nhà trai lấy lại thứ mà ông vừa nghịch dại. Khi về cũng không quên đóng cửa, không để vụ này chìm. Trai ngay lập tức đi báo công an. Sau một hồi đập cửa, cuối cùng ông bác cũng đi ra. Ông ta là người thân thiện nhưng hàng xóm có vẻ không ưa cho lắm. Qua cách nói của anh công an thì có vẻ đây không phải lần đầu ông bác lúng túng khi bị tra hỏi. Chỉ biết dầu dĩ mà xin lỗi, chắc sợ phải lên phường. Cho đến khi biết mình không bị thì tươi hẳn. Ông ta bảo anh công an đợi một chút rồi vào trong nhà lục lọi cái gì đó một lúc. Sau đó trở lại với một bình đầy tiền xu. Đó chính là khoản bồi thường. Tối hôm đó khi mẹ trở về, trai đã kể từng tận biến của cả một ngày cho bà nghe. Không chỉ có thế, mọi đơn thư để giải quyết vụ này đều được cô bé hoàn thành, từ bảo hiểm cho đến khiếu nại. Nhưng trẻ con đâu phải thế này, phải không? Hay là do tôi cổ hủ? Sau khi hoàn tất việc bài trí căn phòng mới, cô bé bắt đầu chương trình học tập của mình. Giảng ơi, nhìn quyển sách này đi, nó có thực sự là sách cho một đứa trẻ con học không ấy? Giữa lúc đó, một chiếc máy bay giấy đáp ngay trước mắt cô bé. Bên trong đó là một câu chuyện. Câu chuyện về chàng hoàng tử bé sống trên một hành tinh không lớn hơn cậu là mấy, và cậu cần một người bạn. Đang đọc dở thì từ đâu đó vọng tiếng người. Hóa ra là ông bác hàng xóm, vốn đã không ưa ông ta từ chiều nên trai cắt luôn việc giao tiếp. Còn tờ máy bay thì cũng theo vào sau rác. Với những đứa trẻ đồng trang lứa, trai là một sự khác biệt. Mọi thứ đều được làm một cách chuẩn chỉ, như sao y bản chính với khuôn là mẹ. Sau khi hoàn tất những công việc đã được lên lịch từ trước, trai hôm nay có thêm một việc nữa, đó là kiểm đếm số tiền xu bồi thường. Trong quá trình đó, cô bé đã tìm thấy một vài thứ thú vị: thanh kiếm bé tí, viên bi đẹp long lanh, vỏ sò mang âm hưởng đại dương, bông hoa hồng, cái máy bay, và đặc biệt là một mini figure chủ nhân của thanh kiếm. Ngắm nghía cái figure một hồi, trai chợt nhớ đến tờ máy bay tối hôm qua nên bỏ ra đọc nốt. Câu chuyện tiếp theo là về một anh chàng. Do cô đơn không ai nói chuyện nên quyết định đi học lái máy bay. Anh phi công này đã bay đi khắp thế giới, cho đến một ngày chiếc máy bay của anh rơi xuống sa mạc Sahara. Ở đây thập phương 10 hướng toàn là cát, chẳng có chút hy vọng nào để anh thoát ra. Sau một đêm dài tuyệt vọng, sáng hôm sau anh được một cậu bé đánh thức. Cậu ta muốn nhờ anh vẽ cho mình một con cừu. Khi đứng trước một bí ẩn quá lớn lao, con người không dám không tuân theo. Con cừu đầu tiên anh vẽ quá ốm yếu, con thứ hai không hợp nhãn cậu ấy, nó như một con dê vậy. Con thứ ba thì già quá, cậu ấy muốn một con cừu phải thọ cơ. Lúc này anh phi công đã chán nên vẽ bừa một cái hộp rồi bảo con cừu ở bên trong. Bất ngờ là cậu bé lại khoái nó, thậm chí cậu ấy còn muốn chăm sóc nó nữa. Câu chuyện đang cuốn thì bị dừng ngang. Con người vốn tính tò mò, bị ngắt mạch cảm xúc kiểu này rất khó chịu. Để giải quyết vấn đề này, trai quyết định mò sang căn nhà kỳ quái kia để được trả lời những thắc mắc của mình. Sau khi bò qua đám cây rậm rạp, trước mắt trai là cả một thế giới quan mới mẻ. Trong khu vườn này có những vật dụng handmade độc lạ, còn ông bác thì đang mải sửa đống sắt vụn hình máy bay của ông. Tiếng chào của trai khiến cho ông ấy giật mình mà thả bung cái rủ thoát hiểm. Nó từ từ rơi xuống trong ánh mắt đê mê của cô bé. Chắc trong cuộc đời được sắp xếp, đây có lẽ là lần đầu trai được thấy một thứ màu sắc như vậy. Cô bé gửi lại ông bác cái máy bay giấy, kèm theo đó là những thắc mắc, ví dụ như hoàng tử bé sống như nào trên sa mạc, cậu ta không đi học à, và trên đời này làm gì có ngôi sao nào tí hi như mô tả được. Nó không phải ngôi sao mà là tiểu hành tinh, ông bác giải thích. Cụ thể thì hoàng tử bé sống tại tiểu hành tinh B612. Để cô bé được thấy rõ hơn, ông bác đã dẫn trai vào nhà mình. Căn nhà rõ ràng chả to thế mà toàn đồ với đạc. Nó như một nơi tập kết của hàng hà sa số những món đồ trên thế giới vậy. Trong số đó có những thứ khiến trai hứng thú, như con cá bông này chẳng hạn. Buổi mở mang thế giới của trai được tiếp tục khi cô bé được ông bác đưa lên nóc nhà, một nơi mà cô bé có thể được trải nghiệm cảnh vật mà chàng hoàng tử bé được nhìn thấy 44 lần trong ngày. Sống trên tiểu hành tinh thích là thế, nhưng cũng có nhiều thứ phiền toái. Chàng hoàng tử bé muốn một con cừu để nó ăn những rễ cây bao báp, ngày nào cũng như ngày nào cậu đều phải xử lý chúng nếu không muốn thảm họa xảy ra. Một ngày nọ, có một hạt giống không biết từ đâu đã nảy mầm. Bằng bàn tay chăm sóc không quản khó nhọc, hoàng tử bé đã giúp nó đâm chồi nảy lộc, nở ra một bông hoa hồng xinh đẹp. Bông hoa cho rằng mình còn rũ rượi lắm, nhưng với hoàng tử bé nó đã hoàn hảo rồi. Và thế là họ say đắm nhau. Họ cùng nhau ngắm mặt trời mọc và lặn. Nhưng theo thời gian, bông hoa hồng dần trở nên kiêu kỳ. Điều đó đã làm cho khoảng cách của cả hai dần trở nên rộng lớn. Rõ ràng họ yêu thương nhau nhưng họ còn quá trẻ để hiểu điều đó. Chìm trong sự ngờ vực, hoàng tử bé đã trốn theo đàn chim di cư, mặc cho bông hoa hết lời níu kéo. Và đó là bước đầu cho hành trình của hoàng tử bé. Ông bác cho trai thấy các vì tinh tú, chúng thật đẹp, tỏa sáng và nhiều nữa. Nếu mở lòng mình mà lắng nghe kỹ, bất cứ ai cũng có thể nghe được tiếng cười của hoàng tử bé ẩn giữa những ngôi sao đó. Trai tính thử nhưng tiếng chuông báo kéo cô bé về thực tại. Khi về đến nhà, cô bé nghe một tràng những câu hỏi liên quan về kế hoạch ngày hôm nay. Rõ ràng trai chẳng thể nói mình chơi cả ngày được. Cô bé nói bào chữa rằng mình đọc sách và có một người bạn mới. Rõ ràng những việc đó không có trong dự án, thế nên bà mẹ quyết định bổ sung yếu tố bạn bè. Nhưng cô bé chỉ được chơi với bạn vào mùa hè sang năm, trong trường hợp dự án được vận hành suôn sẻ. Tối hôm đó, thay vì ngủ đúng giờ, trai bắt đầu đắm chìm vào hành trình của hoàng tử bé. Điểm đến đầu tiên của cậu là một tiểu hành tinh của một vị vua. Cậu tò mò hỏi ông đang cai trị cái gì vậy. Vị
vua đáp là mọi thứ. Hoàng tử bé muốn nhờ vị vua giúp mình xem hoàng hôn để gợi nhớ về bông hoa hồng. Vị vua lúc này cứng họng, ông ta quanh co, lòng vòng bao chữa cho việc mình không thể. Tiếp theo cậu đến gặp một quý ông ba hoa. Ông này thì thích được khen, mỗi khi được người ta vỗ tay lại nhấc cái mũ kỳ quái của mình lên để cảm tạ, đồng thời flex mình là kẻ đẹp trai, giàu có, thông minh nhất cái hành tinh này. Nhưng chẳng phải nơi đây chỉ có mình anh ta thôi sao? Thêm một lời bào chữa quanh co nữa từ quý ông ba hoa. Điểm dừng tiếp theo là một hành tinh của một doanh nhân chuyên quản lý các vì sao. Hoàng tử bé thắc mắc việc đó giúp được gì cho ông ta. Sự giàu có giúp được gì cho ông ta? Có thêm các ngôi sao để quản lý. Quay đi quay lại vẫn là quanh co. Người lớn thật là lạ. Chắc điều kỳ lạ đó chỉ có trong chuyện thôi. Nhưng không, nó là một thực tế. Thực tế của thể hiện tại đơn. Mẹ của trai là một ví dụ điển hình. Nếu bà ấy sở hữu một hành tinh thì sao nhỉ? Hành tinh của người phụ nữ kế hoạch. Chẳng nhẽ người lớn lúc nào cũng thế chăng? Chắc là trừ ông bác này ra. Trai đã từng mong muốn mình trưởng thành sớm, nhưng giờ cô bé đã quay xe. À không, trưởng thành thật ra không tệ đến thế. Chẳng phải ông bác này đã và đang trưởng thành rồi hay sao? Nhưng ông vẫn nhớ tới hoàng tử bé, nhớ về hành trình của cậu. Lần này cậu đặt chân đến sa mạc, nơi đây thật tĩnh lặng và vắng vẻ. Cậu gặp một con rắn độc, cậu hỏi nó về con người, về nó, về nhiều thứ. Nó trả lời cậu tường tận và hợp lý. Thậm chí nó còn có thể giúp cậu về hành tinh của mình bất cứ khi nào cậu muốn. Nhưng bây giờ không phải là lúc đó. Hoàng tử bé đến một đồng cỏ xanh mướt. Ở đây cậu gặp một con cáo. Thấy cậu, con cáo vội bỏ chạy. Hoàng tử bé muốn họ xích lại gần nhau hơn, nhưng con cáo từ chối vì hoàng tử bé chưa thuần hóa được nó. Cụ thể hơn là có một mối quan hệ tin tưởng, mối quan hệ giúp họ phân biệt được nhau giữa hàng ngàn những người và cáo khác, như chú cáo và hoàng tử bé. Lâu dần mối quan hệ của trai và ông bác dần thân thiết. Ông đã cho cô bé trải nghiệm những thứ đúng với lứa tuổi của mình, đúng với những gì mà một đứa trẻ nên có. Còn với con cáo và hoàng tử bé, họ là duy nhất trên đời của nhau. Trong một lần chơi đùa với con cáo, hoàng tử bé đã đi qua một vườn hồng. Tất cả đều là những bông hồng xinh đẹp. Vậy là bông hoa mà cậu yêu thương là một bông hoa bình thường ư? Chẳng phải nàng ấy nói mình là duy nhất trong vũ trụ hay sao? Không, không phải vậy. Bông hồng ấy là duy nhất thuộc về hoàng tử bé. Con cáo khuyên cậu nên trở về, dù cho họ có phải cách rời nhau. Hoàng tử bé cho rằng việc mình cảm hóa con cáo hóa ra lại là chuyện chẳng nên. Không, cậu lại sai rồi. Người ta chỉ nhìn thấy rõ ràng bằng trái tim mà thôi. Cái cốt yếu thì con mắt không nhìn thấy được. Để cụ thể câu nói của con cáo, tôi cho rằng việc ấy cứ như là mua áo của trùng cuối vậy. Đừng để con mắt bạn đánh lừa là nó đẹp, sang, xịn mịn. Mà quan trọng là phải trải nghiệm nó, mặc nó để có được cảm xúc rõ nhất. Cảm xúc chạm tận trái tim ấy. Lưu ý đây không phải quảng cáo, đây là ví dụ. Con cáo đã nhìn hoàng tử bé bằng trái tim. Nếu trai làm được điều đó, cô bé sẽ không bao giờ đơn độc. Chẳng phải cô bé đã có ông bác làm bầu bạn rồi hay sao? Với ông bác đó là một sự may mắn. Nhưng ai rồi cũng phải nói lời tạm biệt. Biết đâu một ngày ông sẽ sửa xong chiếc máy bay rồi bay tới chỗ hoàng tử bé thì sao? Chẳng phải cậu ấy có bông hoa hồng rồi hay sao? Con trai thì cần ông bác, người bạn duy nhất mà cô bé có. Thấy bầu không khí bỗng trở nên nặng nề, ông bác gợi ý mời trai đi mua bánh về cùng thưởng thức. Có điều xe ông bác quá cũ, đi chill thì khá vui, cho đến khi anh công an đến cho xe tấp vào lề. Vì đã đi ẩu lại còn không có bằng lái. Ngay khi nghe chuyện, bà mẹ lập tức về nhà với vẻ mặt cau có. Và bạn biết ấy, chuyện chẳng lành đã tới. Sau khi nói chuyện với ông bác về, bà mẹ bắt đầu bài hát đi vào lòng người của mình. Bà không cho con gái giải thích, mà chỉ chăm chăm vào lỗi sai của con. Đồng ý là nói xấu là sai, nhưng cách nói của bà thực sự khiến con bé tổn thương. Cái gì mà nói dối dự án cả đời? Rõ ràng nó chỉ là một cái bảng với mấy miếng nam châm. Rõ ràng rằng bà mẹ đang quan tâm hóa nó thay vì con gái của mình. Và như mọi gia đình với bố mẹ quá bận rộn khác, họ coi tài chính là điều tốt cho con, mà không biết cái tốt nhất cho sự phát triển của trẻ em là gì. Trung bình những phụ huynh khi bị con nói lại như vậy thường sẽ cứng họng, và khi đó họ sẽ đổ lỗi cho những thứ khác. Cụ thể ở đây là câu chuyện về hoàng tử bé. Những ngày sau đó, trai được mẹ đưa về điểm xuất phát với sách vở và bài tập. Ngày qua ngày cứ thế mà diễn ra, cuộc sống cứ thế mà diễn ra. Có khi nào cô bé sẽ trưởng thành như vậy, qua lời người lớn trong sự cô độc và nhàm chán? Trai không hề muốn thế, chỉ có một cách để cô bé được thư thả, chuyện về hoàng tử bé. Lúc này anh phi công đã uống đến giọt nước cuối cùng. Trong lúc tuyệt vọng, hoàng tử bé xuất hiện. Cùng với nhau họ sẽ đi tìm một cái giếng. Giữa mênh mông cát và cát này, bất ngờ là họ đã tìm thấy nó. Bằng cái nhìn của một đứa trẻ, hoàng tử bé cho rằng con người có thể trồng một vườn hoa, nhưng họ chẳng thể tìm được cái họ muốn. Đôi khi cái đó lại nằm trong một bông hoa hoặc một chút nước. Chẳng phải điều đó tương đồng với trai lúc này hay sao? Cô bé có thể sống trong đầy đủ vật chất nhưng chẳng tìm được cái mình muốn, nhưng lại tìm thấy ở những trang truyện và từ người ông bác hàng xóm kỳ quái. Trai đến tìm ông để bắt đầu hành trình của họ, nhưng điều ấy là không thể, bởi ai rồi cũng phải nói lời từ khước. Ông bác phải đi một mình, và đây cũng là lúc tốt nhất để ông kể nốt câu chuyện. Sau khi sửa xong chiếc máy bay, anh phi công đến tìm hoàng tử bé. Lúc ấy cậu ta đang nói chuyện với ai đó, cụ thể là một con rắn độc. Hoàng tử bé nói với anh phi công rằng mình cũng sẽ về nhà như anh, xa hơn và khó hơn nhiều. Anh phi công chưa sẵn sàng để quên đi nụ cười của hoàng tử bé. Nếu thế thì cậu sẽ tặng anh một món quà. Một trong những ngôi sao kia là nơi cậu ở. Chỉ cần anh phi công ngắm nhìn chúng, anh sẽ thấy được tất cả những ngôi sao đều sẽ cười với anh. Thời điểm nói lời từ biệt đã đến, anh phi công chỉ đứng nhìn từ sau lưng, chứng kiến hoàng tử bé rời đi ngay trước mắt. Khi biết được đoạn kết, trai không chịu được. Chẳng có nhẽ ông bác cũng muốn như hoàng tử bé, còn trai thì như ông của quá khứ hay sao? Lỡ như hành trình đó không trọn vẹn, hoàng tử bé không gặp lại được bông hoa hồng, cậu bị đi lạc đến đâu đó hay trưởng thành chẳng hạn. Trai đã lãng phí cả mùa hè để theo đuổi câu chuyện này.
Một câu chuyện cứ tưởng sẽ cứu rỗi cô bé, hóa ra lại là một cái kết chẳng có hậu gì cả. Cha rời khỏi ngôi nhà ông bác với cảm xúc khó tả. Cô bé trở về nhà và dọn đi những ngôi sao, những gắn kết của một tình bạn đẹp. Ngày cuối cùng của kỳ nghỉ hè, hôm ấy mưa không ngớt hạt, như báo hiệu một biến gì đó. Và đúng là như vậy, ông bác đã bị đưa lên xe cấp cứu. Một chút lưỡng lự, cô bé quyết định đuổi theo chiếc xe đó. Bây giờ không phải lúc nói lời từ khước, cô bé muốn ông bác ở lại, chỉ thế thôi. Muốn như thế thì chỉ có một cách, trai phải đi tìm hoàng tử bé. Nói là làm, trai mò sang nhà ông bác. Chiếc máy bay đã sẵn sàng, bạn cáo cũng sẵn sàng, chần chừ gì nữa mà không bay. Sau một loạt chuỗi domino xảy ra, chiếc máy bay đã sẵn sàng để cất cánh. Tuy khởi đầu có hơi gian khổ, nhưng dần dần mọi thứ đã đi vào đúng quỹ đạo. Điều kỳ lạ là những ngôi sao biến đâu hết, chỉ còn duy nhất một tiểu hành tinh với những tòa nhà chọc trời mọc lên san sát, một nơi mà ông bác chưa từng kể, một nơi dành cho những người trưởng thành. Trong lúc bay lòng vòng, trai đã thấy một bóng dáng quen thuộc, và không chỉ có mỗi cái bóng đó quen đâu. Quý ông bao hoa với vai cảnh sát, vị vua giờ lại là người bấm thang máy. Sau tất cả, cuối cùng trai cũng tìm được hoàng tử bé. Nhưng khi đến gần thì nó lạ lắm. Anh chàng này là Prince, một người được sắp xếp cho công việc dọn dẹp, nhưng xem chừng cũng chẳng đến đâu. Đúng hơn là một chấn bé đủ chính hiệu. Trai cố gắng thuyết phục rằng anh là hoàng tử bé. Đúng là anh ta có chữ Prince nhưng không đồng nghĩa anh là hoàng tử, và anh ta cũng chẳng bé. Khi chiếc chổi cuối cùng rơi mất, Prince đã muốn khóc lắm rồi. Tuy nhiên anh ta là người lớn, mà người lớn thì sao khóc cho được. Miệng thì nói thế nhưng nước mắt nước mũi thì vẫn cứ tùm lum. Sau khi biết trai là một nhóc tì, Prince đã đưa cô đến gặp một người, người mà anh cho rằng có thể giúp được. Sau khi được một người lớn chào đón, họ đi qua một xưởng tái chế đồ trẻ thơ thành kẹp giấy công sở. Trai được đưa đến một văn phòng, ngay giữa là một bộ bàn học. Cô bé bị cố định vào bàn, và lúc này mới nhận ra đây là nơi xóa bỏ tàn dư của tuổi thơ để công nghiệp hóa những đứa trẻ thành người lớn. Bằng chứng là đây, một cuốn sách cô đọng mọi thứ cần thiết. Chẳng nhẽ chúng ta chỉ cần đọc cuốn sách này liên tục tới già là được sao? Dĩ nhiên là không. Ở đây sản phẩm được tạo ra sẽ trải qua một phương trình tăng tốc. Với ví dụ là Prince, để được trải qua quá trình đó, trai sẽ cần ký kết kha khá những hợp đồng để cam kết mọi thứ đi đúng với định hướng. Ở một diễn biến gần đó, Prince đã vô tình thấy chuyện của hoàng tử bé. Nhân lúc tên người lớn ngăn anh lại, cáo bông đã cứu được trai ra, còn gã người lớn được đi cúc thêm lần nữa. Do sự điều khiển của Prince, Prince đích thị là hoàng tử bé. Anh vẫn còn giữ bức vẽ con cừu ngày đó, mặc dù chẳng còn nhớ mấy. Trai khơi gợi lại cho Prince nhớ ra mọi thứ. Muốn như thế thì nước bọt là không đủ, chỉ có một cách duy nhất. Nhưng để làm được điều đó thì cần phải cứu cái máy bay đã. Trước khi họ biến mất, trai nhặt một quả bowling thành công hạ gục nhân viên. Cứ tưởng thế là ổn, ai ngờ ông ta gục đúng nút làm tốc độ thả càng nhanh, mò mãi chả biết nút nào dừng lại. Cáo bông tương luôn quả bóng cho nó lẹ. Chiếc máy bay được cứu, nhưng lại chẳng thấy Prince đâu. Hóa ra anh đang ngắm nhìn những vì sao. Chúng đã đưa Prince về những miền ký ức. Anh nhớ ra mình có một bông hồng. Đúng lúc đó kẻ chiếm đoạt những vì tinh tú xuất hiện. Hắn là doanh nhân. Mục đích của ông ta là biến những thứ không cần thiết trở thành những thứ cần thiết. Cụ thể ở đây là biến những ngôi sao thành năng lượng cung cấp cho người lớn làm việc. Ngay lập tức doanh nhân cho người đưa trai về lớp học. Prince lúc này lên tiếng cản lại. Anh đã nhớ ra thân phận, anh là hoàng tử bé. Dù cho đám người lớn có chê cười thậm tệ, khích bác đến đâu, anh phải trở về với bông hồng của mình, nên anh sẽ không làm việc cho doanh nhân nữa. Ngay lập tức họ di chuyển đến chỗ máy bay. Đám người lớn có đuổi theo nhưng không đáng kể. Chật vật một hồi, cuối cùng Prince, trai và cáo bông cũng lên ở máy bay. Trước khi rời khỏi, cô bé không quên giải phóng những vì sao, kèm theo đó là lời tuyên bố mình sẽ trưởng thành, nhưng sẽ là một người trưởng thành không quên. Những vì tinh tú được thả tự do cùng với chúng, tổ nhóm tuổi thơ cũng thoát ra theo. Hành tinh người lớn ngập trong bóng tối, nhưng bù lại họ đã thấy được những ngôi sao, sự rực rỡ tuyệt vời của chúng. Chẳng phải điều đó thật đẹp đẽ hay sao? Trên con đường trở về, hoàng tử bé đã được gặp lại những hành tinh ngày đó mình từng đi qua. Một lúc sau, B612 đã trước mắt. Nó đã bị những cây bao báp bao phủ. Sau khi hạ cánh, họ đến tìm bông hoa hồng, nhưng nàng nay đã úa tàn. Những cánh hoa tan biến thật nhanh trong tay Prince. Chứng kiến cảnh đó, trai sầu lắm. Sẽ có một ngày cô bé sẽ lớn và rồi quên hết mọi thứ. Nhưng không, không hề. Ký ức của trai sẽ như đóa hoa hồng của hoàng tử bé vậy. Nàng là duy nhất trong vũ trụ. Với hoàng tử bé, bông hồng mãi mãi trường tồn. Cái cốt yếu thì con mắt sẽ không nhìn thấy. Hãy dùng con tim để ghi nhớ mãi mãi. Tạm biệt hoàng tử bé. Trai trở lại cuộc sống đời thường. Cô bé được mẹ đưa đến thăm bác hàng xóm. Hai người bạn đã làm lành với nhau. Cô bé còn gửi tặng ông bác cuốn sách hoàng tử bé mà chính tay mình làm. Từ một cô bé với tính cách già trước tuổi, sau khi gặp và trải nghiệm nhiều thứ, trai đã lấy lại được sự trẻ thơ bên trong mình. Điều đó chẳng phải đẹp đẽ lắm hay sao? Tôi từng đọc một câu này ở trên mạng. Hãy sống như một đứa trẻ, cười giòn tan khi vui, khóc nức nở khi buồn, hét ầm ĩ khi giận, dễ dàng quên đi và dễ dàng tha thứ. Trong cuộc sống hối hả tấp nập, nhiều người muốn chữa lành cho tâm hồn của mình. Vậy hãy thử tìm lại cô bé hay cậu bé bên trong mình xem, biết đâu lại thấy bình yên và yêu đời hơn. Còn với các bậc phụ huynh, hãy để cho con trẻ được sống đúng với lứa tuổi của mình. Đó mới chính là hành trang tuyệt nhất để chúng trở thành những người lớn vĩ đại. Đây là bộ phim dựa trên một câu chuyện có thật, kể về tình bạn diệu kỳ giữa hai con người hoàn toàn đối lập nhau, cả về màu da lẫn địa vị. Đây là Felipe, một triệu phú nhưng không phải là kiểu triệu phú tự thân vận động, vì phần thân của ông không tự vận động được. Sau một vụ tai nạn dù lượn,
Felipe bị liệt hoàn toàn từ phần cổ trở xuống. Để rồi từ đó trở về sau, cuộc đời ông hoàn toàn gắn liền với chiếc xe lăn và hàng chục người túc trực bên cạnh để chăm sóc. Còn đây là Driss, một thanh niên gốc Senegal, được chú dì đón qua Pháp từ lúc 18 tuổi. Tuy nhiên, do gia đình chú dì quá phức tạp nên Driss đã sớm sa ngã vào con đường Kit 1412. Sau khi ra tù, Driss mưu sinh bằng cách nhận trợ cấp thất nghiệp của chính phủ và ăn bám gia đình. Thế rồi vào một ngày đẹp trời nọ, số phận của hai con người kể trên đã thay đổi khi họ vô tình tìm thấy nhau giữa dòng đời hối hả. No homo nhé. Felipe, như đã nói, là một triệu phú, chẳng có gì ngoài tiền. Khi tôi nói chẳng có gì tức là ông chẳng có gì thật, chả có chân chả có tay, vợ thì mất sớm. Có mỗi đứa con gái thì chả bao giờ thấy ở nhà chăm bố, mất tiền thuê một đống người phục vụ mình, nhưng chẳng ai trụ nổi quá một tháng cả. Tuy nhiên vì thu nhập cao, vẫn có rất nhiều người lui tới để ứng tuyển. Nói tôi nghe tại sao anh nghĩ bản thân lại phù hợp với công việc này. Tôi có bằng thạc sĩ tâm lý, tôi là điều dưỡng viên chuyên nghiệp, tôi là người chăm sóc cây cảnh, và người thực vật cũng là một loại kiểu như vậy. Tôi có rất nhiều meme khuyết tật trong điện thoại. Anh được nhận. Khoan, tôi đến đây có phải để ứng tuyển đâu. Thì ra Driss đến đây để xin một sự từ chối. Nếu bị từ chối đủ 3 lần, anh sẽ đủ điều kiện để nhận tiền trợ cấp của chính phủ. Tuy nhiên, ông không thể ký giúp anh ngay bây giờ, nên Felipe đã hẹn Driss 9 giờ sáng hôm sau quay lại. Trên đường về nhà, Driss ghé qua hội những người anh em đầu đường xó chợ để giao du một tí, rồi sau đó mới về nhà, tiếp tục cuộc sống ăn bám của mình. Nơi anh sống là một căn hộ nhỏ, xa hoa hơn khu ổ chuột một tí, nhưng lại quá chật chội với hơn chục nhân khẩu trong gia đình. Áp lực kinh tế vì thế cũng đè nặng lên đôi vai của bà Fatu, chủ của gia đình. Bà Fatu là một người phụ nữ tần tảo, yêu thương con cái. Tuy nhiên đến giờ phút này, bà cũng chẳng thể nào chịu nổi thằng cháu mình được nữa. Driss dù là anh cả trong nhà, nhưng lại chẳng làm được gì để giúp san sẻ gánh nặng. Cạn kiệt niềm tin, dì Fatu đuổi cổ Driss ra khỏi nhà, buộc anh phải tự lập, tìm cách nuôi sống bản thân. Driss chẳng nói gì, đi luôn. Anh vốn dĩ là một người bất cần, chẳng có mục tiêu gì trong cuộc sống cả. Từ ngày này qua ngày khác giao du với đám bạn đều và lang thang trên những con phố như một lãng tử Paris. Sáng hôm sau, Driss tới dinh thự của Felipe để lấy lại tờ xác nhận từ chối tuyển dụng. Vừa bước vào, Driss đã tia được ngay cô em trợ lý tóc đỏ của Felipe tên là Magali. Cơ mà chuyện đó tính sao? Người phụ nữ áo trắng này cũng là trợ lý của Felipe tên là Yvonne. Yvonne dẫn Driss đi tham quan dinh thự và cho anh thấy những đặc quyền mà chỉ những người làm việc ở đây mới có. Nếu trở thành người chăm sóc đặc biệt cho Felipe, anh sẽ có cơ hội được sống trong một căn phòng xa hoa tráng lệ, có bồn tắm riêng trang trí theo phong cách hoàng gia Alabatrap, đỡ phải lang thang bên ngoài đầu đường xó chợ. Sau khi thao túng Driss bằng sự giàu có của mình, Felipe cho anh hai lựa chọn. Một là cầm giấy tờ kia rồi về nhận tiền trợ cấp. Hai là một tháng thử việc bao ăn bao ở, thu nhập hấp dẫn, có thưởng theo doanh thu, giờ làm việc linh hoạt, từ ngày này qua ngày khác, không giây phút nào rời xa. Nghĩ lại bản thân cũng đang không có chỗ ở, nhân cơ hội này cứ thử một tháng xem sao. Cứ như thế, Driss bắt đầu chuỗi ngày điều dưỡng của mình. Như bao người khác, anh được dạy cách để làm thỏa mãn ông chủ của mình. Nghe có mùi nô lệ thời hiện đại và là anyway, công việc để mà nói thì cũng nhàn. Chỉ cần giúp Felipe mọi thứ là được. Từ tắm rửa, gội đầu, đi vệ sinh thay tất, rồi thay quần áo. Nói chung là trở thành một đôi tay theo đúng nghĩa đen luôn. Ban đầu Driss cũng bực lắm. Anh không nghĩ rằng công việc này đã đòi hỏi ở anh nhiều sự kiên nhẫn đến vậy. Thế nhưng rồi một tuần, hai tuần trôi qua, Driss bắt đầu quen dần với những thói quen thường ngày của Felipe. Các tác vụ cũng bắt đầu thành thạo hơn, ví dụ như đổ trà nóng vào chân người liệt, đưa điện thoại cho người liệt cầm, hoặc đi tắm đeo tai nghe, mặc cho người liệt kêu cứu, thông thạo bảy điều dưỡng viên con mẹ rồi chứ còn gì nữa. Móc mỉa thế thôi chứ thực ra Driss cũng được việc ra phết. Với tính khí vô tư hay pha trò của mình, Driss đã thổi vào cuộc sống tẻ nhạt của Felipe một làn gió mới, vui vẻ và bớt bi thương hơn hẳn. Anh lúc nào cũng thích đùa như thế à? Cuộc đời tôi vốn là một trò đùa mà. Nghe cũng thương đấy. Thế cho xin miếng kẹo đi. Khoanh tay ạ thì anh cho. Driss không chỉ mạnh dạn trêu chọc ông chủ của mình, mà anh còn thẳng thắn phê bình Felipe khi thấy ông có ý định bỏ ra một mớ tiền chỉ để mua một bức tranh trông chả khác cái ga giường ở nhà nghỉ là mấy. Vẽ nhăng vẽ cuội như này, Driss nhắm mắt vẽ được. Spoil, sau này Driss có vẽ một bức thật, tuy không đẹp nhưng vẫn lòe được khối người mua với giá cắt cổ. Đúng là người giàu, tiêu tiền, khó hiểu phết. Sau đó Felipe có một cuộc gặp riêng với Antonio, một người cộng sự thân thiết. Antonio cảnh báo Felipe rằng hãy đề phòng người giúp việc mới của mình, vì Driss từng có một quá khứ bất hảo, vào tù ra tội. Đã ra đen rồi lại có đi ăn cắp vặt. Chắc chỉ có fan MU mới đủ lạc quan để tin cái thằng này. Bố mày là mân đàn đấy có sao không? Felipe mặc kệ những lời cảnh báo của Antonio, ông tin vào trực giác của mình hơn. Trong mắt mọi người, Driss có thể là một thanh niên bất hảo, nhưng trong mắt của Felipe thì Driss đơn giản là một cậu trai mới lớn, cao to, đầy đủ chân tay, tính tình vô tư thoải mái, mà đặc biệt là không hề tỏ ra thương hại chút nào với một người khuyết tật như ông. Felipe thà bị đối xử tệ còn hơn là nhận về sự thương hại của mọi người xung quanh. Và may mắn thay, bên cạnh Driss, Felipe có một người bạn tâm thư cực kỳ thân thiết khác, tên là Eleanor. Felipe và Eleanor đã trao đổi thư từ với nhau được nửa năm nay. Hai người đều không biết mặt mũi đối phương ra sao, gia cảnh nghề nghiệp thế nào. Cơ mà cũng chính vì thế nên Felipe rất trân trọng mối quan hệ này. Tất cả những cảm xúc mà cả hai dành cho nhau đều xuất phát từ đáy lòng, chứ không hề có một chút mục đích vụ lợi nào khác. Tuy cả hai rất muốn được gặp nhau ngoài đời, nhưng vì nhiều lý do cụ thể là tự ti, Felipe vẫn chưa dám hẹn Eleanor ra ngoài để gặp mặt.
Người duy nhất ông có thể thoải mái gặp mặt lúc này là Driss. Sau khoảng một tháng làm việc với nhau, cả hai đã gắn kết hơn hẳn. Cho đến giờ phút này thì không còn là mối quan hệ chủ tớ nữa, mà thay vào đó là một tình bạn khăng khít, nơi cả hai có thể thoải mái cùng nhau hút chung một điếu xà cân, rồi kể nhau nghe những câu chuyện thầm kín nhất. Khi đã đủ độ tin tưởng, Philippe cuối cùng cũng cho phép Driss đọc những tâm thư của mình gửi cho Eleanor. Driss nghe xong thấy đôi chim cu này xàm xí vai. Viết thư cho nhau suốt 6 tháng trời dòng dã mà không thèm gặp mặt nhau hay gọi điện gì cả, nhạt vờ lờ. Biết Philippe nghiện nhưng vẫn còn ngại, Driss lập tức nhấc máy lên, chủ động gọi vào số điện thoại của Eleanor để buộc hai người phải nói chuyện trực tiếp với nhau thay vì viết thư. Ban đầu Philippe cũng lắc đầu, chối đầy đầy, không thèm nghe máy. Nhưng ngay khi nghe thấy giọng của Eleanor, đôi mắt ông như bừng sáng. Kể từ ngày đó, Philippe có một thói quen mới, đó là gọi điện cho Eleanor mỗi ngày. Thế rồi đến một ngày nọ, khi mối quan hệ đã dần tiến triển hơn, Eleanor muốn cả hai trao đổi ảnh cho nhau xem. Driss khuyên ông nên thành thật với Eleanor và gửi cho cô ấy một bức ảnh ông ngồi trên xe lăn. Tuy nhiên, một chút sự tự ti của Philippe đã ngăn ông lại. Để rồi tấm ảnh được gửi đi là hình ảnh của Philippe hồi trẻ trung phong độ, chưa bệnh tật gì. Driss không hề hay biết về chuyện này, vì trong khoảng thời gian đó anh bận cosplay thành Phạm, vẽ bức tranh mà như tôi đã spoil ở trên, là vẽ vớ vẽ vẩn cũng ra được 11.000 đô. Anyway, ngày qua ngày, tình bạn giữa cả hai ngày càng gắn kết hơn. Driss đi đâu cũng kéo Philippe đi cùng, massage, hất cùn, phóng nhanh vượt ẩu. Philippe chưa bao giờ cảm thấy vui đến thế từ lúc bị liệt đến giờ. Tuy nhiên, nụ cười của ông chắc cũng không nở được lâu nữa, vì chỉ vài ngày nữa thôi, sinh nhật của Philippe sẽ tới. Họ hàng hang hốc tứ phương sẽ hội tụ đầy đủ để tổ chức cho ông một buổi tiệc bất ngờ. Nếu thế thì phải vui chứ sao lại buồn. Thực ra Philippe đã chán ngấy cái cảnh họ hàng tới thăm chỉ để xem ông có còn sống hay không. Thậm chí một vài người chỉ thăm cho có, chứ chả có nhã hứng gì tới gặp mặt. Buổi tiệc sau đó diễn ra đúng như những gì Philippe nghĩ, nhàm chán và buồn tẻ. Tất cả ngồi im xem hòa nhạc, chẳng ai thèm nói với ai câu gì. Cơ mà Philippe chắc cũng đã quen với cảnh này lắm rồi, nên ông cũng mặc kệ, rồi ngồi yên tận hưởng. Trái ngược với Philippe, Driss đã chán ngấy mấy cái thể loại âm nhạc cổ điển của người giàu rồi. Anh nhanh chóng làm chủ dàn âm thanh, rồi mở thật to bài nhạc ú hòa của Mono. Ngay khi giai điệu ca khúc vang lên, không khí buổi tiệc bỗng chợt thay đổi. Driss hào hứng, nhảy nhót vô cùng nhiệt tình, nguồn năng lượng tích cực tỏa ra khắp không gian và khiến cho các vị khách tẻ nhạt cũng tự dưng muốn nhún nhảy. Trông thấy cảnh tượng này, Philippe giờ mới nở một nụ cười hạnh phúc thực sự. Buổi tiệc kết thúc, Philippe còn đón nhận thêm một món quà sinh nhật nữa, đó là Eleanor vừa viết thư rủ Philippe đi ăn bún đậu rồi đá cốc cà phê, gặp mặt ngoài đời cho nó thêm phần thân thiết. Như mở cờ trong bụng, Philippe lập tức lên đồ và có mặt ở quán cà phê từ sớm. Hôm nay Driss không đi cùng vì muốn cho Philippe cơ hội riêng tư với crush. Thế nhưng nào ngờ rằng một tiếng rồi hai tiếng trôi qua vẫn chẳng có bóng hồng nào xuất hiện trước mắt Philippe cả. Quá chán nản, Philippe lại gọi điện cho Driss để rủ đi chơi cho quên sầu. Và thế là một chuyến đi chơi xa được lên kèo ngay trong đêm. Sau khi di chuyển nhiều tiếng đồng hồ trên chiếc chuyên cơ riêng, cuối cùng cả hai cũng đã có mặt tại địa điểm chơi dù lượn nổi tiếng mà tôi cũng đếch biết tên nó là gì. Đây cũng chính là bộ môn đã khiến Philippe tàn phế suốt đời. Cơ mà không sao, giờ đằng nào cũng tàn phế hết rồi, chơi thì sợ biểu. Trở về từ chuyến đi xa, tâm trạng của Philippe cũng khá hơn nhiều. Tuy nhiên Driss thì không được vui đến thế. Em trai khác cha khác mẹ của anh, Adama, vừa tìm tới căn dinh thự. Nhìn sơ qua, Driss biết ngay thằng danh con này vừa gây chuyện, nên giờ phải đi trốn, hùng giang hổ chém nó cụt tay. Mặc dù cũng chẳng muốn cứu giúp lắm, nhưng mang trên mình trách nhiệm của một người anh cả trong gia đình, Driss cũng chẳng thể làm ngơ. Trông thấy dáng vẻ lo lắng của người bạn chí cốt, Philippe hiểu ra rằng ông không thể bắt Driss đẩy xe cho mình cả đời được. Anh cũng có gia đình, có những trách nhiệm cần phải gánh vác. Nói gì thì nói, Driss cũng không thể để người dì đáng thương của mình gánh vác hết một cái nhà trẻ như thế được. Và thế là Driss được giải phóng hợp đồng, tự do tìm một công việc mới phù hợp hơn, thay vì kè kè bên cạnh Philippe mỗi ngày. Ngày Driss dọn đồ ra đi, rất nhiều người đã đến đưa tiễn, đặc biệt trong đó có Magali, crush của anh suốt quãng thời gian vừa qua. Anh đang định bày tỏ tình cảm một tí thì ôi rồi ôi, Magali dẫn người yêu vào phòng. Hóa ra quê ở làng gốm Bát Tràng, tí thì đầy láo. Driss ra về trong sự tôn trọng của tất cả mọi người trong nhà. Tuy thời gian ngắn ngủi nhưng anh đã khiến cho những người khác thay đổi cái nhìn về mình. Sau khi lo liệu xong xuôi ân oán giang hồ cho thằng em trời đánh, Driss nhanh chóng đi tìm một công việc part time để có thêm thời gian chăm lo cho gia đình. Trở lại với Philippe, sau sự ra đi của Driss, ông lại tiếp tục hành trình tuyển người của mình. Thế nhưng dù có tuyển bao nhiêu người đi chăng nữa thì vẫn cứ là chẳng có ai có thể khiến Philippe hài lòng. Dần dà ông trở nên cục cằn, khó tính, bực mình đến nỗi râu mọc xồm xoàm vờ cờ. Trông thấy ông chủ của mình ngày càng tiều tụy, Yvonne đành phải nhờ đến sự trợ giúp của Driss. Tuy lâu rồi mới gặp lại nhau, thế nhưng tình cảm huynh đệ giữa hai người vẫn vô cùng khăng khít. Cơ mà lần này Driss trở lại không phải để tiếp tục điều dưỡng riêng cho Philippe. Thay vào đó anh trải chuốt, tỉa tót gọn gàng cho ông, rồi âm thầm sắp xếp một cuộc hẹn bất ngờ với Eleanor, người bạn tâm thư chưa bao giờ gặp của Philippe. Cuộc hẹn quá bất ngờ khiến ông có chút bực dọc. Tuy nhiên ngay cái khoảnh khắc ông nhìn thấy Eleanor, Philippe đã nở một nụ cười tươi rói rói, trông hạnh phúc thôi rồi luôn. Hết phim. Không biết liệu kết cục của Philippe trong phim sẽ như thế nào, nhưng ngoài đời Philippe đã cưới Eleanor và cả hai đã có chung với nhau hai người con gái. Driss cũng nhanh chóng lập gia đình không lâu sau đó và có ba đứa con.
cho tới hiện tại, cả hai vẫn giữ liên lạc và duy trì một tình bạn cực kỳ gắn kết và hòa thuận. Và đó cũng là kết thúc của bộ phim The Intouchables, tạm dịch là Những Kẻ Bên Lề. Đây là bộ phim về người phụ nữ phát hiện ra mình bị ung thư não và khám phá ra cách kinh tế nhất để chữa ung thư là chết sớm luôn. Thế là cô đến chửi thẳng vào mặt sếp, bán hết tài sản để lấy tiền đi du lịch tận hưởng cuộc sống. Nhân vật chính của chúng ta là Georgia, một nhân viên bán hàng đồ bếp tại một cửa hàng điện máy địa phương. Cô có khiếu nấu ăn, luôn mơ ước trở thành một đầu bếp chuyên nghiệp. Ngoài ra thì Georgia còn mơ ước rước cặp đào này về làm chồng. Anh chàng này là Sean Williams, đồng nghiệp bên khu đồ gia dụng của cô. Nhưng mà 16 tiếng hàng ngày thì cô thức, còn tất cả thì chỉ ở trong giấc mơ vì cô không đủ dũng cảm và động lực để vươn tới ước mơ của mình. Thực ra như thế với Georgia cũng không sao, cho đến khi nó có sao. Trong lúc trò chuyện với Sean, Georgia đã vô tình bị đụng trúng đầu khiến cô lịm tại chỗ. Sau vài lần quét CAT thì bác sĩ đã phát hiện ra trong đầu cô có một khối u. Bác sĩ bảo là khối u này là tin tốt, nhưng mà là tốt cho Nghĩa Trang, tại vì Georgia chỉ còn 3 tuần nữa để được sống. Nghe tin này thì Georgia cực sốc. Cô có bao giờ xem TikTok đâu mà lại bị ung thư não. Không thể chấp nhận việc này, Georgia tìm đến nhân viên bảo hiểm nhân thọ để làm các thủ tục hỗ trợ điều trị, nhưng mà lại bị từ chối. Bị từ chối thì cũng không sao. Thực ra Georgia chỉ cần bỏ ra 340.000 đô để chi trả tiền chữa bệnh thôi. Chỉ có một cái vấn đề tí tí siêu siêu là số tiền đấy ở đâu thì cô chưa biết. Thất vọng về cuộc đời sắp sụp đổ, Georgia tìm đến rượu và ngắm nhìn những dự định của mình. Cô đã cố tìm đến một người thân để bấu víu một chút an ủi, nhưng mà chỉ nhận lại sự thờ ơ của cô em gái. Thôi thì đằng nào cũng chết với chả ai quan tâm. Georgia quyết định thay vì bỏ tiền chữa bệnh và chịu đau đớn thì cô sẽ tốn tiền trong sung sướng bằng cách hiện thực hóa những dự định của mình. Việc đầu tiên mà Georgia phải làm là đến cho lão sếp biết thế nào là cái liều của người sắp chết. Ông có thể tắt điện thoại đi không? Có gì cứ nói. Này thì nói này. Tôi sẽ trừ lương cô vì hành động này. Tôi cho ông luôn đấy. Vấn đề không phải tiền bạc. Cầm cái này về mà nghe cho hiểu này. Ông mới là người cần nghe, tôi nghỉ việc. Ông sếp cố níu kéo Georgia vào mức lương cao hơn vì bộ phận của cô là nơi duy nhất làm ăn có lãi. Thứ duy nhất có lỗ ở bộ phận này chỉ là Georgia thôi. Nhưng mà rất tiếc là tăng lương thì không chữa được ung thư. Sau khi rời khỏi chỗ làm, Georgia gặp lại Sean. Anh muốn mời cô đi chơi nhưng mà Georgia từ chối. Không phải là vì không muốn đi mà là giờ cô phải đến ngân hàng để rút toàn bộ tài sản của mình và bắt đầu thực hiện những dự định ấp ủ. Một chuyến đi nghỉ dưỡng tại Grand Hotel Pub, nơi làm việc của đầu bếp cô vẫn luôn ngưỡng mộ. Cứ tưởng là lần đầu được đi máy bay sẽ phê lắm, ai ngờ gặp ngay ông ngồi trước hãm lờ, làm Georgia tụt hết cả cảm xúc. Đã thế lại còn bị tiếp viên nhắc nhở coi cô như kẻ ít tiền mà đòi ngồi ghế hạng sang. Nếu là Georgia của ngày xưa thì cô sẽ chịu nhục cho qua, nhưng mà giờ thì không, sắp chết rồi. Cô đứng lên luôn, chỉ trích cả hãng hàng không, vung tiền nâng cấp lên chỗ ngồi hàng thương gia. Sau khi rời khỏi sân bay, Georgia nhận ra là chỗ đón taxi bị ứ mà đợi trông có vẻ lâu. Thấy có tấm biển cho thuê trực thăng, cô bục trực thăng luôn đi cho nó oách. Sự hào nhãng của Georgia khiến cho những người ở dưới tò mò, không biết là con nhà ai mà chơi kinh thế. Do Georgia đến sớm 2 tiếng so với dự kiến nên là phòng của cô chưa được kịp chuẩn bị, mà phòng trống duy nhất thì là phòng tổng thống. Thôi sắp chết mà, Georgia mạnh dạn chốt luôn cái phòng này. Nhận ra là có khách sộp ghé thăm, quản lý khách sạn đã trực tiếp đến đón rồi nhờ một nhân viên khác đưa cô lên phòng. Còn mình thì đến tiếp một khách sộp khác là Matthew Cragen, sếp tổng của chuỗi cửa hàng mà Georgia từng làm, thần tượng của sếp cũ của Georgia. Bên cạnh việc tìm chỗ chim chuột với ả thư ký thì ông ta còn đến đây để ký một hợp đồng quan trọng với thượng nghị sĩ và nghị sĩ. Georgia để nhìn qua cái mặt biết ngay là ông này là bác Foy nên đã cảnh báo cô thư ký đi cùng. Hành động đó đã khiến cô ta chú ý mà gặng hỏi anh phục vụ. Hứa này thì được cái tính thực thà, nói là Georgia là một phú bà đến từ Louisiana và quen biết với thượng nghị sĩ. Sau khi nhận phòng thì thấy Hứa cũng phục vụ nhiệt tình nên là Georgia bỏ cho luôn anh phục vụ một khoản tiền lớn. Sợ nhận nhiều quá mọi người tưởng mình là trai bao nên là Hứa chỉ nhận một ít thôi. Georgia thì không bỏ lỡ phút nào, xuống phố và đến ngay shop quần áo thử đồ chán chê với đủ phong cách từ A đến Á, chốt luôn một bộ váy đỏ cho hợp concept kiếp đỏ đen để đến ăn tại nhà hàng idol mình là bếp trưởng. Để tận hưởng hết tinh hoa của món ăn thì cô đã yêu cầu tất cả phải nguyên vị. Hôm nay có món gì ngon mang hết lên. Nhận order xong, bếp trưởng mừng lắm, hiếm có ai mà hiểu được tinh túy ẩm thực thế này. Ông tự tay nấu ăn, thậm chí còn đến tận bàn để nói chuyện ẩm thực với Georgia. Bơ luôn Kragen, người đã book ông từ trước. Kia là ai nhỉ? Tôi tưởng đấy là bạn ông thượng nghị sĩ, thư ký tôi bảo thế. Ý ông là người ta là bạn tôi vì da tôi đen. Tuy mồm nó là không biết nhưng mà ông thượng nghị sĩ mê Georgia lắm. Ngay ngày hôm sau đã mon men đến làm quen với cô. Nhưng mà Georgia chê, phê bình việc ông không giữ lời hứa đến thăm giáo dân ở nhà thờ vào hôm chủ nhật để đến đây chơi. Sự gần gũi của cả hai đã bị Kragen nhìn thấy. Bonus thêm quả đá đều khi mà Georgia bắt gặp ông ta đang chim chuột với thư ký khiến Kragen sinh nghi ngờ. Ả này chắc chắn làm ở kênh 14. Kênh 14 làm gì có nhiều tiền để thuê phòng tổng thống được. Thế thì chắc là thôi đừng hoảng hốt nữa, ra đây mà hốt em đi.
trong lúc hai người đang quyệt nhau thì Georgia đang phê pha trên chiếc giường tổng thống, đồng thời yêu cầu Walter, bồi của tầng VIP, sắp xếp cho mình một khóa huấn luyện trượt tuyết cấp tốc cùng một buổi spa trị liệu. Ngày hôm sau, Georgia được sắp xếp cho một khóa trượt tuyết. Ngay lần đầu thử ván thì cô trời thả phanh luôn, và đúng hơn là không biết phanh, trôi đi một cách mất kiểm soát. Cùng lúc đó thì Kragen và thượng nghị sĩ cũng vừa lại một vòng, thấy Georgia lướt đã nhanh lại còn mướt, máu ăn thua của Kragen lại nổi lên, tăng tốc dí theo, mà không hay biết rằng Georgia đang mất kiểm soát tốc độ, hậu quả là bị ăn hành đến khốn khổ khốn nạn. Mọi thứ chỉ kết thúc khi cả hai băng qua đường bay. Georgia thì đáp thành công trong sự tán thưởng của mọi người, còn Kragen thì ngã dúi dụi. Quê. Kết thúc cuộc đua kỳ thú thì bây giờ anh em chuyển sang chuyên mục spa. Trong lúc đang tận hưởng thì cô bị làm phiền bởi tiếng chửi bới của cô thư ký. Ngay lập tức Georgia đi sang chỉnh đốn lại cái nết, khuyên cô ta là bớt chịch nhau với Kragen thôi, dùng cổ ít thôi không có ngày gãy với chính thất đấy. Hành động của Georgia khiến nhân viên đó mê lắm, lần đầu được khách bảo vệ mạnh đến thế. Nhưng mà không chỉ có nhân viên, ngay cả cô thư ký cũng phần nào giác ngộ mà đến nói chuyện với cô ngay sau đó. Cô thư ký chia sẻ là bản thân cũng không thích làm sugar baby đâu, chẳng qua là có nhiều tiền thôi. Đồ đấy, tuy đã cống hiến 6 năm cho công ty nhưng mà cô không ưa gì công việc ở ngành bán lẻ này, đã thế lại còn giang dở việc học. Cô đang chờ Kragen ly dị vợ để thay thế chỗ. Georgia hiểu tâm lý cô thư ký tại vì bản thân cũng từng làm trong ngành bán lẻ, nhưng mà cô khuyên thư ký là nên đến cửa hàng kính để đo lại mắt cho cái âm hộ. Kragen chỉ cưỡi ngựa xem hoa thôi, thư ký nên trở lại học tiếp và học thẳng lên tiến sĩ luôn cho nó oách. Buổi tối hôm đó thì thư ký đã nói cho Kragen biết về việc Georgia đã làm trong ngành bán lẻ. Điều này càng khiến ông ta chắc chắn là Georgia là đối tượng được cử đến nhằm phá bĩnh, nhất là vào vị trí của thượng nghị sĩ. Luận điểm này càng được củng cố hơn khi mà thượng nghị sĩ đã mời Georgia đến dùng bữa chung, nhưng bếp trưởng đã chuẩn bị sẵn một cái bàn khác dành riêng cho cô, nên là Georgia ngỏ ý mời lại mọi người sang dùng bữa với mình. Không thể để bị cho ra gì, Kragen cố chen vào để tham gia nhưng mà cũng không thể ngăn cản. Georgia là tâm điểm được mọi người quan tâm, họ đều coi cô là một bậc thầy kinh doanh, bà trùm cổ phiếu, thậm chí là ông nghị sĩ còn hỏi cô về viễn cảnh tài chính tương lai. Tập này về cái mắt đấy thì Georgia thở ra câu nào cũng là chân lý, thậm chí việc cô đi chơi base jumping còn thu hút hai quan trên hơn cả việc đi tham quan nhà kính được lên lịch từ trước. Với một cá nhân như Kragen thì đời nào chịu thua, ông ta mạnh dạn xin một slot nhảy cùng chó xôm. Ngày hôm sau, Georgia và Kragen được lên đồ kỹ càng, nhưng mà nhảy từ đây xuống thì ai chả lo sơ hở là thành bầy nhầy ngay. Là một người tôn trọng nữ quyền thì Kragen nhường Georgia nhảy trước với tinh thần là kiểu gì chả chết. Ngay sau khi huấn luyện viên đếm xong, cô nhảy xuống luôn, tận hưởng cảm giác phê pha cùng mây gió, rồi cứ thế từ từ hạ cánh an toàn. Còn ở vị trí của Kragen thì ông này bị rén nên là quyết định quay lại xe dừng cuộc chơi. Sự quyết đoán và cư xử tốt bụng của Georgia đã gây được thiện cảm đối với những nhân viên trong khách sạn, họ đều đồng tình Georgia là vị khách tuyệt vời nhất mà nơi đây từng đón tiếp. Còn với Walter thì không, bà ta coi Georgia là kẻ sống xa hoa, lãng phí. Sau khi bị bẽ mặt trước khách của mình, Kragen đã tìm đến Walter, bò cho ít tiền để vào phòng tìm kiếm thông tin của Georgia. Trong lúc đấy thì nhân vật chính đi dạo phố mua đồ cùng bếp trưởng, cười nói với nhau về những gia vị và cả về món ăn lẫn cuộc sống. Với một người sắp gần đất xa trời như Georgia thì chuyến đi này như một bát canh ấm nóng giữa trời đông rét buốt. Cô đã được một trải nghiệm mới mẻ và quen biết những người bạn mới. Có lẽ như thế là đủ với cô rồi. Khi trở về khách sạn, Georgia đã viết một tâm thư gửi cho em gái, ghi rõ những điều cô mong muốn khi nhắm mắt xuôi tay. Xong xuôi mọi thứ, cô bắt đầu trải nghiệm những thứ mới khác. Lần này là đến sòng casino và chơi trò cò quay roulette. Chả biết ông bà ở quê phù hộ như nào, Georgia cả ba lần chơi xả láng và ô 17 đều ăn to. Cả thượng nghị sĩ và thư ký đều cũng bú đậm. Còn ở phe đi ngược, Kragen thì thua tan tác. Chỉ trong một đêm bấy vận hên của mình, Georgia đã kiếm được một khoản tiền đủ cho cô phải phấn thêm một chuyến đi tranh giả nữa. Sau khi tận hưởng âm nhạc, Georgia đã gặp lại thượng nghị sĩ. Ông muốn mời cô đến Washington để mình được đón tiếp, nhưng mà Georgia từ chối vì cô hiểu là cái ông này thì chỉ muốn buôn bán thôi. Đó là cũng lý do mà ông này ở đây. Georgia cho rằng thay vì giúp những thương gia như Kragen thì ông nên quan tâm đến cử tri của mình hơn. Nhưng mà thượng nghị sĩ cho rằng là ông không thể tái đắc cử và làm chuyện đó nếu mà không có sự hỗ trợ của những người như Kragen. Với ông đó là thực tế, còn với Georgia thực tế là hiện tại những gì mình trải qua và đang cảm nhận. Rồi cô xin phép rời đi. Ở một diễn biến khác, nhân lúc Georgia ở bên ngoài, Walter đã vào phòng để tìm thông tin về cô. Sau một hồi lục soát thì đã tìm được thân thế nhân viên cũ của Georgia, cả bức thư di ngôn của cô. Sau khi đọc xong nó, bà đã rất xúc động. Khi thấy Georgia trở về, Walter đã thay đổi hoàn toàn thái độ với cô. Georgia thì cũng ngạc nhiên trước sự thật này. Cô còn bất ngờ hơn khi mà Walter ôm chầm lấy mình, rồi thú nhận những việc mình đã làm. Bà khuyên Georgia rằng nên dành thời gian bên người thân yêu hơn là những kẻ kịch cỡm ngoài kia. Georgia cũng đã nghĩ đến chuyện đó, nên là ngay hôm sau, cô đã đón xe, bắt chuyến bay về tìm ngay Crush. Nhưng mà đi được
nửa đường thì xe không thể đi tiếp do tuyết lở. Georgia đành phải quay về khách sạn mà không biết rằng ở bên kia có người cô muốn gặp. Sean sau khi hay tin về chuyện của Georgia đã tìm đến nhà cô để bày tỏ lòng mình. Ở đó thì Sean đã được xem cuốn album Dự Định và biết được tình cảm của Georgia. Ngay lập tức anh bắt chuyến bay thẳng đến chỗ người thương, mặc cho căn bệnh sợ độ cao của mình không thể chậm trễ đợi dọn tuyết, anh vẫn quyết định tự quốc bộ đến khách sạn bất chấp nguy hiểm có thể xảy ra. Ở một diễn biến khác, Kragen đã tìm Gunther để lấy thông tin về Georgia, nhưng bà chỉ nói rằng cô ấy làm việc cho chính ông ta và là một vị thánh đến từ New Orleans và trả lại số tiền đã nhận. Well, thua keo này thì Kragen bày keo khác, ông ta nhờ người quen tra được danh tính thật của Georgia. Trở lại với nhân vật chính thì Georgia biết tin bếp trưởng đang thiếu nhân sự. Với tư cách là một bạn thân kiêm fan thì cô đã đến xin ông một chân phụ bếp, chỉ cần lên tàu nữa thôi là cô có thể giải phóng được nước Mỹ đấy. Dĩ nhiên thì nếu cô đã có lòng thì bếp trưởng cũng không dám chối từ. Trong lúc nấu ăn thì tuy đã giấu cảm xúc của mình, ông đã nghẹn ngào khi mà nói chuyện với Georgia, tại vì Gunther đã tiết lộ cho ông biết. Georgia hy vọng là ông đừng nói cho ai biết nữa, cô không muốn mọi người buồn vì mình và tận hưởng những phút giây tuyệt vời này. Ngày hôm đó, hai người bạn đã phối hợp ăn ý và tạo ra một bữa tiệc cuối năm tại khách sạn. Đích thân bếp trưởng đã vinh danh Georgia vì sự giúp đỡ của cô. Trước gương, Georgia tự nhủ rằng bản thân mình đã thực sự may mắn. Tuy kiếp này cô không còn nhiều thời gian, nhưng mà nếu ở lại một lần nữa thì cô nhất định sẽ cười nhiều hơn, yêu nhiều hơn và nhìn ngắm cả thế giới mà không sợ hãi. Trong bữa tiệc mừng năm mới, Kragen đã tiết lộ toàn bộ về Georgia bằng một thái độ cực kỳ khinh thường. Nhưng mà điều đó không làm cho cô thấy hổ thẹn, mặc cho lời can ngăn của bếp trưởng. Cô đứng dậy thừa nhận danh tính của mình. Georgia đến đây không phải là để gây ấn tượng, mà chỉ đơn giản là để tiêu hết số tiền mình đã kiếm được trước khi nhắm mắt xuôi tay. Cô đã cố gắng giữ bí mật này để cùng mọi người vui vẻ. Cô đã có những trải nghiệm tuyệt vời tại một nơi đẹp đẽ. Cả một đời cô đã im lặng và sống âm thầm. Giờ là lúc để sống hết mình, tận hưởng hết mình và chơi hết mình, cho đến khi bản thân không thể nữa. Cảm xúc của Georgia khiến cho những người nghe bật khóc. Dứt lời, Georgia cảm ơn mọi người cùng lời chúc năm mới rồi rời đi. Sau đó tất cả đều hướng ánh nhìn khinh bỉ về phía Kragen và lần lượt rời bàn, ngay cả cô thư ký cũng vậy. Cô tuyên bố chia tay với Kragen để quay lại trường học nốt, rồi tính hộ vợ của ông ta xem là sau khi ly dị thì bà được bao nhiêu tiền. Còn bây giờ thì đi tìm Georgia. Chị mình Kragen ở lại với rượu và sự cô đơn ngay trong đêm giao thừa, rồi nghĩ quẩn mò ra thành cửa sổ. Georgia ngay khi biết tin đã đến tận chỗ để nói chuyện với Kragen. So với bản thân mình thì cô cho rằng Kragen đang có tất cả tiền bạc, thời gian, địa vị, vân vân mây mây. Nếu ông ta biết đủ và sống tử tế hơn thì sẽ có được hạnh phúc. Georgia còn chia sẻ với Kragen về dự định của bản thân. Nếu mà Chúa ban cho cô cơ hội được sống tiếp thì cô sẽ mở một nhà hàng nhỏ rồi lập gia đình với Sean. Vừa nhắc đến Tào Tháo thì Tào Tháo tới luôn. Và ý tôi không phải là Chúa, mà là Sean đã đến để thổ lộ lòng mình với Georgia. Dù ở bên nhau 5 phút trên thành cửa sổ hay là 50 năm thì chỉ cần bên cô thì đó vẫn là thời gian tuyệt vời. Nhưng mà sự tốt đẹp thì đến quá muộn. Georgia than với Chúa tại sao lại đối xử với mình như vậy. Thế là Chúa đáp lại cô luôn bằng một tin mừng. Gunther đã nhận được một tờ fax của bác sĩ ghi rằng Georgia thực tế là chả bị làm sao cả, tất cả là cái máy lỗi mà thôi. Sau tất cả thì niềm hạnh phúc thực sự đã đến với Georgia trong sự chúc mừng của tất cả mọi người chứng kiến. Nhưng mà vui thôi, đừng vui quá, đi vào đây không rơi xuống bây giờ. Sau đó vài tháng thì Georgia cùng Sean đã lập một nhà hàng riêng, thậm chí là đầu bếp idol của cô cũng đến chúc mừng khai trương. Cuộc sống của cô đã hoàn toàn đổi khác, một cuộc sống ngập tràn hạnh phúc. Và nhân dịp năm mới 2024 đã qua được mấy ngày rồi thì The Reviewer muốn gửi một lời chúc tốt đẹp tới tất cả mọi người. Cầu cho mọi người một năm mới nhiều may mắn, hạnh phúc sẽ song hành trên chặng đường tiếp theo của tất cả các sếp. Đây là bộ phim về một ông cụ 70 tuổi bắt đầu học việc ở một công ty mới và dạy cho mọi người rằng không bao giờ là quá muộn để thử sức với một vị trí mới. The Intern. Đây là Ben Whittaker, một phó chủ tịch đã về vườn sau khi vợ về với tiên tổ. Ông đã thử 7749 những hoạt động để bản thân bớt nhàm chán, như là đi du lịch vòng quanh thế giới, cosplay Trương Tam Phong, đi chill cà phê ở Starbucks và cả đi đám ma những người đồng trang lứa. Kể cả những quý bà cũng chẳng có thể khiến ông mê được. Hoặc có lẽ là không đúng gu, chắc có mỗi việc làm bác của Peter là ông chưa thử qua mà thôi. Sau khi vắt tay suy nghĩ nhiều đêm, Ben rút ra kết luận rằng lao động là vinh quang. Tiện bữa trước đi chợ, ông có ngó được một tờ rơi tuyển thực tập sinh cao niên của một công ty startup thời trang nào đó. Thế là Ben mạnh dạn làm video flexing nào là kinh nghiệm cho đến kỹ năng của mình để bổ sung vào CV của bản thân. Nhờ những skill thượng thừa đó mà Ben đã lọt qua được vòng gửi xe mà lao đến phòng đối mặt. Dầm ba mấy câu hỏi vô tri của nhà tuyển dụng làm sao khiến ông vất vả được. Một slot đã được set up cho Ben đêm trước hôm nhận việc. Ben đã chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ, quần áo, cà vạt, vest vùng các kiểu. Đặt luôn hai cái đồng hồ báo thức cho nó chắc. Sáng hôm sau, Ben cùng một vài intern khác đến nhận việc. Ai nhìn vào lão Kaka này cũng thấy lạ. Thay vì những món đồ công nghệ tiện dụng thì ông vẫn còn dùng toàn đồ cổ điển. Ngay đến mở cái MacBook cũng loay hoay.
mà phải nhờ đồng nghiệp đến hỗ trợ. Chẳng biết lão niên này có theo được hay không, nhất là khi ông sẽ làm thực tập trực tiếp với nhà sáng lập công ty Jules Austin, một nữ tổng tài luôn quay cuồng với công việc. Chiều hôm đó, Ben đã có một cuộc gặp gỡ với Jules. Không để tốn thời gian, Jules nói thẳng rằng cô không cần một người hỗ trợ hay gì cả, và khuyên rằng ông nên chuyển sang bộ phận khác. Nhưng Ben vẫn quyết tâm ở lại để chứng minh năng lực của mình. Những ngày sau đó của Ben là một chuỗi ảm đạm khi chẳng có email công việc nào dành cho ông. Tuy nhiên, Ben vẫn không cho thấy dấu hiệu sẽ từ bỏ công việc này. Ông cần mẫn ở lại cho đến khi Jules còn việc, đi làm vẫn chỉn chu đúng giờ, hỗ trợ bên vận chuyển, giúp đỡ đồng nghiệp cả trong công việc lẫn chuyện đời tư tình cảm. Dần ra ông trở thành một cộng sự mà ai cũng yêu quý. Và rồi nhiệm vụ đầu tiên cho bác Ben đã đến. Theo lời của thư ký thì sếp đang cần xử lý trang phục nên muốn nhờ ông mang đi dùng. Đến khi Ben bước vào phòng họp thì thấy Jules đang nước mắt giàn giụa. Số là công ty của cô đang ngày càng phát triển. Các cổ đông e ngại rằng một tay Jules không thể lo hết được nên muốn thuê một CEO mới. Và điều này khiến cô cảm thấy không vui. Trước bối cảnh đó, Ben chỉ nhẹ nhàng xin cắt ngang mà xin phép làm nhiệm vụ của mình. Kể cả khi ra ngoài, thư ký có dò hỏi tình hình, ông cũng chỉ nói rằng mình bị lãng, chả biết gì. Giờ đây Ben đã hiểu được phần nào những vấn đề mà Jules đang phải đối mặt. Là một điều gì đó cho cô vui thì sao nhỉ? Ngày hôm sau khi Jules đến công ty, cô phát hiện ra đống hổ lốn ngứa mắt đã được ai đó dọn dẹp. Và người thực hiện đâu còn ai khác ngoài Ben. Một tràng vỗ tay cho quý ngài thực tập nào. Cũng trong ngày hôm đó, trong lúc nói chuyện với đồng nghiệp, Ben đã ngó thấy tài xế của Jules đang ửng ực chai rượu. Trong khi sắp chở Jules đi công việc, lập tức Ben đi xuống nói rõ chức vụ của mình, rồi cho anh ta hai offer để chọn. Một là nghỉ hôm nay, hai là ông sẽ báo lại cho Jules. Ban đầu gã lái xe bướng, nhưng khi nhìn thấy thái độ của Ben thì hắn đành viện cớ bị ốm nên xin cáo. Và thế là Ben được chọn làm tài xế tạm thời. Trong suốt thời gian làm lái xe part time, Ben luôn cho thấy mình là người thấu hiểu đến thế nào. Bên cạnh việc chờ cô gái ở ngoài, ông còn chủ động mua một bát súp để sếp giải tỏa căng thẳng. Thậm chí Ben còn nhìn ra sự phờ phạc trên từng tế bào của Jules. Nhờ có những biểu hiện ngày hôm nay đã khiến mối quan hệ của họ thêm phần khăng khít. Ngày hôm sau, khi Ben còn đang trong giấc mộng, ông bỗng bị đánh thức bởi một cuộc gọi từ thư ký của Jules muốn nhờ ông đến đón sếp, bởi vì gã tài xế đã chim cút. Nhưng lưu ý rằng hãy bấm chuông rồi lên xe chờ. Khi đến nơi, Ben làm đúng công thức nhưng lại bị anh chàng cản lại và mời ông vào làm tách cà phê cho tỉnh. Chàng trai đó là Matt, chồng của Jules, một chồng đảm khi từ bỏ sự nghiệp cá nhân để trông nom nhà cửa phụ vợ. Nhìn qua tình hình này, Ben hiểu ngay lý do Jules yêu cầu tài xế như thế, để xoa dịu sự phá luật của mình. Ben khen Matt là người đàn ông của thời đại mới. Dù là thế nhưng Jules vẫn thấy không ổn khi chuyện đời tư của mình bị bại lộ, nên đã ngầm nhắn cộng sự thuyên chuyển vị trí của Ben. Có thể trong mắt nhiều người, Jules là một người tận tâm với công việc, nhưng ở cương vị là một người mẹ, một người vợ thì cô chưa làm tốt với thiên chức của mình. Có lẽ Jules đã bỏ qua nhiều thứ tốt đẹp trong cuộc sống, không như Ben, một người biết hưởng. Trong khi làm việc tại công ty này, Ben đã gặp Fiona, một chuyên gia xoa bóp cho nhân viên văn phòng. Sau lần đầu trải nghiệm khiến cho một số thứ thức tỉnh, thì ông đã dần trở thành khách quen của Fiona. Mối quan hệ của họ ngày càng rộng mở, rộng đến đâu thì chưa biết. Còn về mặt công việc, Ben cũng cho thấy mình hoàn hảo. Ông vẫn giữ thói quen tăng ca, và điều đó đã được Jules chú ý. Cô chủ động mang đồ ăn đến hỏi thăm ông, và họ đã có một cuộc trò chuyện nho nhỏ. Ben kể lại công việc của mình trước đây. Bất ngờ thay, văn phòng này chính là nơi làm việc cũ của ông, thậm chí từng ngóc ngách cho đến vị trí cũ của mình ở đâu, Ben đều rất nhớ. Với ông đây chẳng khác nào ngôi nhà thứ hai. Một nhân viên tận tâm như vậy là một của hiếm. Tuy nhiên mém chút nữa Jules đã đánh mất. Sáng hôm sau khi lên xe đi làm, cô nhận ra tài xế không phải là Ben, mà là một quý bà nào đó, sở hữu skill của một tổ lái trường phái hại tim. Hỏi ra mới nhớ, chính Jules đã yêu cầu thuyên chuyển công tác của Ben. Nhận ra sai lầm của mình, Jules lập tức đến tìm Ben để nhận lỗi và cố gắng thuyết phục ông trở lại vị trí. Thậm chí còn sắp xếp cho ông một slot chính thức cạnh thư ký của mình. Nghe hay phết, Ben chốt deal. Và thế là một vị trí mới được sắp xếp. Nhưng có vẻ cô thư ký không được vui cho lắm. Cô đã làm việc ở đây rất lâu, luôn chân luôn tay, thậm chí luôn miệng, nhưng luôn bị sếp xem nhẹ. Nay một cụ nào đó tự dưng đến chiếm spotlight, khiến cô ả có gì đó cảm thấy tủi thân vô cùng. Thấy vậy, Ben bật công tắc đẩy thuyền, giúp cho một khứa đồng nghiệp thân có cơ hội sát gần bên cô thư ký hơn. Không chỉ là ông tơ văn phòng, Ben còn là một mạnh thường quân khi giúp đỡ một đồng nghiệp khác có chỗ ở đang trong hoàn cảnh bị gia đình tống khứ. Quả là một người đồng chí đáng tin cậy. Trong một lần lỡ gửi nhầm tin nhắn, thay vì tới chồng thì Jules lại gửi sang mẹ chồng, và nội dung đủ sức khiến bà trụy tim. Để sửa lại lỗi lầm này, Jules đã nhờ tổ đội IT hack mà xóa giúp. Nhưng đây là các coder, chứ có phải anonymous đâu. Thấy tình hình căng, Ben liền trấn an Jules và nhận kèo xử lý hộ cô. Ngay lập tức, ông cùng anh em tiến hành đột nhập vào nhà bà mẹ chồng. Mọi thứ đều ok, cho đến khi họ phát hiện ra có còi báo trộm. Jules khẳng định nó chỉ là hàng mã thôi, cứ vô tư mà xử lý đấy. Tin lời sếp, cả đội tản ra tìm máy tính. Đến lúc tìm ra thì bất ngờ chưa, máy báo trộm lại là hàng real và nó hú to vờ lờ. Họ nhanh chóng tìm ra và xóa được tin nhắn, nhưng tiếng còi cảnh sát đã réo đến gần rồi.
mà tốc biến tất cả chạy ra xe, rồi kịp thời chạy thoát. Để cảm ơn vì phi vụ này, Jules đã mời tất cả đi quẩy tại bar. Rượu vào thì lời cũng beautiful. Lần đầu tiên Ben nhìn thấy sếp của mình yếu mềm đến thế. Một ngày thực sự căng thẳng với cô gái bé nhỏ như này. Công việc thăng hoa và chuyện tình cảm cũng ngon lành. Đó là hoàn cảnh của Ben hiện tại. Mối quan hệ với Fiona càng thêm gắn bó. Cái gì đến rồi cũng phải đến. Ben đã ngỏ lời với Fiona và cũng được bà đáp một cách tế nhị. Họ kết duyên trở thành một cặp chăm sóc tuổi già của nhau. Đó cũng là thứ mà có thể sẽ tuột khỏi tay Jules. Trong một lần đưa con gái Jules đi hoạt động ngoại khóa, nhưng đột ngột ra về vì cô bé mệt, Ben đã tận mắt thấy Matt đang cháo lưỡi với một cô ả nào đó. Nhưng ông đã không sổ toẹt cho sếp biết ngay. Thay vào đó, trong cuộc nói chuyện với Matt, khi được anh chàng hỏi về chuyện CEO, Ben đã ngụ ý để anh ta hiểu rằng Jules đang cố gắng rất nhiều. Cô ấy xứng đáng được hạnh phúc, và điều đó có lẽ đã được Matt tiếp thu, ít nhất là hy vọng thế. Trên chuyến bay công tác, Ben không ngừng thấp thỏm, không biết có nên nói chuyện đó với Jules hay không. Nên khi Jules hỏi có chuyện gì thì ông lại đánh lái mọi thứ, thay vào đó là những câu chuyện vui để sếp được thư giãn và thoải mái. Sau khi đến khách sạn, cả hai đã có cuộc tâm sự về đời sống hôn nhân. Điều bất ngờ là Jules chia sẻ, mình biết chuyện Matt ngoại tình, in tư của Tiêu đây cô biết hết, nhưng cuối cùng vẫn im lặng. Jules hiểu rằng việc mình mải công việc rồi bó buộc chồng ở nhà nội trợ đã khiến cho Matt cảm thấy tính nam bị đe dọa. Và việc ông ăn trả xảy ra như lẽ bình thường, Jules chấp niệm rằng chồng sẽ quay trở về, rồi họ sẽ trở lại như lúc ban đầu mà thôi. Dù cho biểu cảm của Ben cho thấy ông cũng không tin vào điều đó lắm, Jules cứ nói như chưa bao giờ được tâm sự. Và thật may khi cô đã gặp đúng người để xả, một người thấu hiểu và giúp cô tháo gỡ nỗi lòng của mình. Sau khi trở về nhà, Jules đã ngồi lại nói chuyện với Matt về vấn đề hôn nhân của cả hai. Cô đã trải hết lòng với chồng, bản thân sẽ đồng ý việc thuê CEO nhằm giúp mình có thêm thời gian để níu kéo cuộc hôn nhân này. Jules đã sẵn sàng buông bỏ công sức của mình, chỉ mong bảo vệ gia đình mình đầm ấm. Ngày hôm sau, Jules ghé thăm nhà Ben để nói với ông về quyết định của mình. Ben hy vọng cô gái này sẽ tiếp tục đảm đương công tác tại công ty. Đời còn dài và dài còn đầy. Nếu chỉ vì níu giữ một người muốn đi mà đánh đổi thứ tuyệt vời về bản thân thì đây là một cuộc trao đổi không đồng giá. Nhưng dù cô có quyết định như thế nào thì ông vẫn rất ủng hộ. Sau đó Matt bất ngờ đến tìm Jules. Anh bày tỏ mong muốn vợ mình xem xét lại ý định về CEO. Sau ngày nói chuyện bữa đó, Matt đã suy nghĩ rất nhiều và anh quyết định sẽ thay đổi vì vợ. Cô sẽ chẳng cần thêm một CEO nào hết, bởi chẳng ai có thể hơn được cô. Jules liền báo tin này cho Ben. Nhưng hôm nay ông nghỉ, Ben đang thả hồn với món thái cực. Thấy Jules, ông liền mời cô tham gia và dạy cho cô rằng mọi thứ đều cần phải có sự cân bằng. Có như vậy thì chúng ta mới thực sự được sống một cuộc đời trọn vẹn. Và những năm 1960, thứ duy nhất tệ hơn làm người da màu ở Mỹ là làm phụ nữ da màu. Đây là bộ phim về những người phụ nữ da màu ở Mỹ vượt lên trên nghịch cảnh và nắm giữ vị trí quan trọng trong xã hội. Video này được mang đến cho bạn bởi Content Phúc Lộc. Và tôi còn quại, video được phục vụ tốt nhất vào lúc ăn trưa, ăn tối, trước khi đi ngủ hoặc khi bạn cần một cái gì đó ở background để làm việc và học tập. Được chúng tôi tổng hợp và cóp nhặt từ nhiều nguồn thông tin. Nếu có gì sai hoặc cần đính chính, các bạn vui lòng comment ở phía bên dưới để chúng tôi rút kinh nghiệm nhé. Để đảm bảo trải nghiệm tốt nhất, hãy xem phim và tự cảm nhận. Ở phim này chúng ta có 3 người: Katherine G. Johnson, Mary Jackson và Dorothy Vaughan. Ba người này khác tuổi nhau nhưng mà ai cũng được ăn học đàng hoàng. Hàng ngày họ phải thực hiện các tính toán hồ sơ do các ban khác tại NASA giao xuống. Tính chất công việc khá là thời vụ, có việc thì làm mà không thì ngồi nhìn nhau. Đây là giai đoạn chiến tranh lạnh đang khá nóng vì Nga mới phóng thành công vệ tinh vào không gian để thúc đẩy quá trình tính toán quỹ đạo cho tàu vũ trụ. Các quan trên tại NASA đã đặt hàng một chiếc máy tính chủ nhưng mãi chưa thấy hàng đâu. Máy móc sao rồi? Do máy bay đường tắc nên chưa ship tới. Vâng. Tìm ngay cho tôi một ai biết giải thích hình học nhanh và chóng để tôi đăng dây đi. What the fuck, chẳng có lẽ cái NASA này không ai biết à? Thôi, làm thế nào cũng được. Nhanh cái chân lên trước khi đám vodka Dras Tui Tie với chị Hằng. Ngay sau đó, bên nhân sự đến phòng tính toán để kiếm người. Cho tôi một cái tên ai đó biết về toán học đi. Full time hay part time? Part time. Thế thì có Catherine thôi. Đúng như lời Dorothy mô tả, Catherine là một thiên tài từ trong trứng nước. Ngay từ khi còn nhỏ, cô đã rất nhiều lần đoán trúng số đề, đỉnh đến độ dăm ba bài toán lớp 8. Cô bé cũng giải một cách easy, có khi còn giảng lại cho đám đàn anh. Sau khi nghe một đống in tư từ trong JD của bên nhân sự, Catherine được đưa đến phòng của nhóm nhiệm vụ không gian. Hít một hơi thật sâu và bước vào bên trong, Catherine đã bị choáng ngợp bởi nơi đây. Vứt hộ đống rác này cái, là lời chào hỏi của đám người ở đây dành cho cô. Bên cạnh đó là những ánh nhìn mang dấu hỏi chấm to đùng với thái độ chẳng mấy thiện cảm. Sau khi nhận việc từ sếp, Catherine bắt tay ngay vào công tác. Lúc này cô mới thấm được thân phận của mình ở cái chỗ này. Hồ sơ được đồng nghiệp giao đều bị tô đen ở những dữ liệu quan trọng. Những ánh mắt thao láo dành cho cô khi đi lấy ít cà phê. Và đỉnh cao nhất là sự phân biệt nhà vệ sinh. Các cụ đã dạy là không gì sướng hơn nặng tiểu kịp thời. Ấy thế mà mỗi khi mót ẻ, Catherine lại phải bật tốc biến, chạy 800m đến cơ quan cũ để đi nhà vệ sinh cho người da màu. Đã thế công việc lại còn chồng chất, khiến cô buộc phải ở lại OT. Đến khi xong số liệu giao cho sếp thì ông lại bảo cô vứt chúng vào xả rác. Ông không có ý làm khó cô đâu, nhưng ở đây thời gian còn quý hơn cả vàng bạc.
thông tin có thể thay đổi xanh xoạch, nên mọi tính toán chớp trước chớp sau đều sẽ từ đúng mà hóa sai. Ông khuyên cô rằng, thay vì chỉ chăm chăm vào tài liệu được nhận, hãy nhìn xa hơn và phỏng đoán trước. Có như vậy thì cô mới trụ được ở nơi đây. Kết thúc ngày đầu căng thẳng, trên đường về nhà, Catherine đã kể cho hội chị em về áp lực mà mình đang phải gánh. Làm tốt thì có khi chả ai để ý, chứ làm tệ là chim cút ngay. Dorothy khẳng định bạn mình là người đỉnh nhất trong mảng này nên không phải phơ lo. Chỉ cần bút chì chạy nhanh bằng đầu óc cô là mọi thứ mượt ngay. Với đầu óc của cô thì làm gì mà chả đỉnh. Dorothy là một người có tố chất lãnh đạo, nhưng cô chưa từng được ngó ngàng tới. Bức thư tự tiến cử mình làm trưởng nhóm của cô đã bị bãi bỏ không thương tiếc. Lý do là gì chắc ai cũng đoán được. Còn với Mary, cô là một thiên tài với trí óc của người kỹ thuật. Đến trưởng phòng nghiên cứu cũng thừa nhận năng lực của cô, khuyên cô đừng nên lãng phí trí tuệ của mình, hãy tham gia vào lớp đào tạo kỹ sư. Nhưng với một người có combo phụ nữ cộng da màu thì đó là chuyện không tưởng. Tạm biệt với những chị em yêu quý, Catherine lại về với gia đình của mình. Tuy không còn bóng dáng của người chồng nhưng bên cô vẫn còn mẹ và ba bình rượu mơ. Đó chính là nguồn động lực to lớn để Catherine tiếp tục nỗ lực. Mỗi ngày chủ nhật hàng tuần, ba người phụ nữ lại đến nhà thờ dành cho người da màu để làm lễ. Ở đây cha xứ tôn vinh họ như những người thông thái khi đang làm công việc chế tạo tên lửa. Ngoài ra có một người nữa, đại tá Jim Johnson, một vệ binh quốc gia. Trong bữa tiệc sau đó, Mary đã nói chuyện với chồng về dự định theo học lớp đào tạo kỹ sư của mình. Anh này được cái thích cãi lời vợ, một mực phản đối. Trong mắt anh ta, một kỹ sư da màu á hả, nó còn độc lạ hơn bất cứ thứ gì ở Bình Dương. Và yêu cầu vợ dừng ngay mấy cái mơ tưởng hão huyền ấy lại, kẻo cô lại rơi từ thất vọng xuống tuyệt vọng. Bỏ qua chuyện ấy, Mary nhập bọn cùng hai người chị em của mình. Dorothy đang khuyến khích Catherine nên mở cửa lâu đài tình ái để cho chàng quân nhân kia cơ hội, nhưng cô nhất quyết không. Làm việc thì đã căng thẳng mệt mỏi rồi, lại còn cu đen đó nữa thì kiệt sức lắm. Một lát sau, Jim đến gần chỗ họ làm quen. Sau một tràng giới thiệu cho cô bạn, Dorothy và Mary rời đi để lại không gian riêng cho đôi bạn. Tôi nghe nói cô làm tính toán ở NASA. Đúng vậy, tức là làm gì? Chúng tôi thực hiện các phép tính cần thiết để cất hạ cánh tàu vũ trụ. Nghe oách phết so với một người phụ nữ. Ý anh là gì? Hơi ngạc nhiên thôi mà, kiểu căng thẳng. À thưa anh Johnson, tôi, sinh viên nữ da màu đầu tiên tại trường đại học Virginia. Mỗi ngày chúng tôi đối mặt với những công thức không tưởng. Chúng tôi là hội phụ nữ tại NASA. Và không phải vì chúng tôi mặc váy mà vì chúng tôi đeo kính. Bye, not see again. Ngày hôm sau, những người phi công đến gặp gỡ tại NASA. Đoàn chào đón chia làm đôi, người da trắng và người da màu. Lịch trình thì những người họ chỉ cần chào hết bên người da trắng là được. Nhưng John Glenn đã đề xuất từ tốn là để anh chào tất cả cái đã. Chính động thái bình đẳng này của John đã thúc đẩy thêm tinh thần cho chị em, trong đó có Catherine. Cho đến khi cô trở lại với công việc, những người đồng nghiệp đã chuẩn bị riêng cho cô một bình cà phê khác. Dĩ nhiên không phải là quà. Kịch bản ngày hôm qua lại tái diễn, thêm một chồng hồ sơ bị gạch bê bét nữa, được giao cho Catherine giả soát lại. Sau một hồi nghiền ngẫm, cô đã mạnh dạn viết lại công thức tính lại. Mỗi tội kiến thức đang ra thì cơn mắc ẻ lại đến, buộc cô phải bật tốc biến đi vội. Trong khi đó, đám nhân viên đang dí mắt vào công trình của Catherine với một thái độ ngỡ ngàng ngơ ngác. Sau khi quay trở lại, Catherine bị đưa lên phòng sếp để chất vấn. Ông sếp hết sức bất ngờ khi cô ả này lại có thể tính toán chẩn chỉ đến như vậy, trong khi giấy tờ đều bị che lấp phần quan trọng. Đặc biệt Catherine còn biết đến cái tên Atlas, điều này làm ông sinh nghi. Làm thế quái nào mà cô biết đến Atlas? Tôi soi đèn. Ô ra thật này, cô là Black Widow à? Ý ông là quá phụ đen thì đúng. Khả năng trả lời lẫn trí tuệ của Catherine đã khiến cho sếp ấn tượng. Ông cho phép cô được sử dụng hồ sơ Full HD không che để thực hiện các tính toán càng nhanh càng tốt. Sự nghiệp của Catherine bắt đầu nở hoa. Còn với Mary thì đâm vào bế tắc. NASA không có slot cho phụ nữ vào chương trình đào tạo kỹ sư. Ở vị trí đó mở cho bất cứ ứng viên nào cơ mà. Nhưng mà cô không có bằng liên quan. Tôi là cử nhân khoa toán và khoa học vật lý, tương tự với hầu hết kỹ sư ở đây đấy. Nhưng luật mới yêu cầu phải học bổ túc tại Đại học Virginia cơ. Có gì thắc mắc thì đọc lại sổ tay nhân viên đi. Tập này có việc để làm là may lắm rồi. Cố mà giữ cái việc mà còn có cơm. Yêu cầu này thực sự khó giải quyết với Mary. Không phải vì vấn đề tiền bạc, mà là vì lớp đó chưa bao giờ có người da màu được học. Sẽ không bao giờ có chuyện cô được một suất trong đó cả. Nghe Mary than thở mà điếc cái lỗ nhĩ, Dorothy khuyên cô nên đi nói lý với quan tòa. Chị em đang chơi cứ nói lắm, rồi đùm đùm rời đi. Không để cho cuộc vui tàn sớm được, Dorothy trở lại kêu gọi chị em vứt hết công việc đi, bắt đầu màn ăn chơi nhảy múa. Sau tất cả bất công, những người phụ nữ này vẫn yêu đời vậy đó. Và họ xứng đáng có được một cuộc sống công bằng hơn. Người ta nói tri thức không phân biệt sắc tộc, nhưng tại thư viện này thì có. Dorothy cùng các con bị bảo vệ đuổi ra vì cô tìm sách tại khu vực da trắng. Tuy nhiên điều đó không làm cô từ bỏ tri thức, như cái cách Jim không thể từ bỏ hy vọng để tiến lại gần Catherine vậy. Nhân bữa tiệc nhà Dorothy, anh đã lại gần để nói lời xin lỗi và tìm cách để hai người xích lại gần nhau hơn. Bầu không khí đang lãng mạn thì radio báo tin chấn động. Liên Xô đã thành công đưa phi hành gia vào vũ trụ. Đó không khác gì một cái tát rõ vang vào mặt người Mỹ. Cuối buổi làm việc ngày hôm sau, sếp đã tập trung toàn bộ nhân viên của nhóm nhiệm vụ không gian lại để yêu cầu tất cả ăn ngủ nghỉ ẻ ở cơ quan. Ai có vợ thì có thể gọi về để báo. Và đây là nhiệm vụ quốc gia nên sẽ không có lương OT. Nhân viên ở mọi ban ngành trong NASA đều dốc cạn sức cho kế hoạch chinh phục vũ trụ, nhưng kết quả họ nhận được đều chỉ là thất bại. Dĩ nhiên Catherine không thể nằm ngoài vòng xoáy ấy. Đến đi về cáp xe, cô cũng mang hồ sơ và làm cho kịp.
Những ngày nắng thì không sao, đến ngày mưa thì ôi dồi ôi luôn. Và vào một ngày như thế, sau khi đi giải quyết nỗi buồn về, Catherine nhận ngay một nỗi buồn khác từ ông sếp. Cô đã đi đâu vậy Catherine? Anh em thì làm tụt chỉ ra, còn cô thì đang ở đâu? Đi vệ sinh thưa ông. Alo ơi, mỗi ngày 40 phút, cô đi review nhà vệ sinh NASA hay sao mà lâu đến vậy? Deadline thì dí tận cổ rồi mà cô vẫn có thể WC and chill được à? Ở đây không có nhà vệ sinh dành cho tôi. Ý cô là sao? Ở đây không có nhà vệ sinh dành cho tôi. Tòa nhà này không có nhà vệ sinh cho người da màu. Chỉ có duy nhất một cái tòa nhà phía tây cách đây 800m. Ông biết chứ? Ông thì biết thế nào được. Đồng phục phải là váy dài qua đầu gối, giày cao gót và một chuỗi hạt ngọc trai cơ bản. Lương thì đeo đủ ăn ngọc trai cái lờ. Tôi đã phải làm như một con chó và đi vệ sinh như một nô lệ. Tôi đã sống bằng một bình cà phê mà các người không ai động đến. Vậy nên đi vệ sinh 40 phút là nhanh đấy thưa ông. Sau một tràng xả sạch nỗi lòng của mình, Catherine rời đi. Trong những cái nhìn ngây ngốc của những kẻ ở lại, sếp đã hiểu ra vấn đề và biết mình phải làm gì. Ngay lập tức ông cho triệu tập toàn bộ nhân viên đến, chứng kiến một bước ngoặt lịch sử của nhà vệ sinh NASA. Tấm biển nhà vệ sinh cho người da màu được gỡ xuống, kèm theo lời tuyên bố da gì thì da, nước tiểu đều như nhau, trừ mấy ông tiểu đường. Ở một diễn biến khác, chiếc máy tính chủ đã về với bản. Tuy nhiên các kỹ sư không tài nào kết nối hệ thống của nó được, cho đến khi người phụ nữ mang tên Dorothy ra tay. Bạn còn nhớ cuốn sách mà cô ấy lấy được từ thư viện chứ? Bằng sự học hỏi và tìm tòi thêm của mình, Dorothy đã nắm được ngôn ngữ lập trình Fortran. Từ đó cô có thể làm chủ ngôn ngữ lập trình của nó, để rồi truyền dạy lại cho các chị em cùng cơ quan. Ngày 5 tháng 5 năm 1961, con tàu Freedom 7 được phóng vào không gian. Trong sự chờ đợi của toàn bộ người dân Mỹ và sự nín thở của toàn bộ nhân viên NASA, con tàu đã được phóng thành công. Những người tham gia vào chương trình đều được tưởng thưởng xứng đáng sau bao gian khổ và cả chị nữa tại cơ quan. Trong khi hai người chị em thì đã có những bước tiến, thì Mary lại phải hầu tòa để đề đạt nguyện vọng được đi học và có cái bằng theo yêu cầu. Với một cô gái da màu dĩ nhiên sẽ gặp bất lợi, nhất là khi bang Virginia vẫn còn phân biệt sắc tộc sâu sắc. Nhưng cô thì có lý lẽ riêng của mình. Cô cho rằng cái gì cũng có lần đầu làm chuyện ấy. Quý tòa trước mắt cô cũng là một người khởi đầu cho nhiều thứ. Chắc ông cũng hiểu người đầu tiên quan trọng ra sao. Như người Mỹ đầu tiên bay vào vũ trụ, cô đang phục vụ cho NASA. NASA sẽ mất một nhân tố đỉnh cao nếu như cô không được tại nguyện. Nếu chưa từng có tiền lệ cho một người da màu học tại lớp của người da trắng, thì Mary sẵn sàng là người tiên phong. Trước nghệ thuật ngôn ngữ đi vào lòng người của Mary, quan tòa đã đồng ý cho cô được học vào lớp ban đêm. Khỏi nói cũng biết cô hạnh phúc đến nhường nào. Chồng cô, người đã từng một mực phản đối, giờ cũng quay sang ủng hộ nhiệt tình. Anh còn tặng vợ chiếc bút chỉ kim để thuận tiện hơn trong việc học hành. Ngày đầu đến lớp, chắc chắn Mary sẽ là tâm điểm của những ánh mắt đến từ những người da trắng. Nhưng tầm này thì không phải lo, được tòa án bảo kê thì cứ tằng tằng mà nạp kiến thức. Trở lại với cô gái vàng trong làng tính toán, sau thành công của chuyến bay trước đó, Catherine đã để đạt nguyện vọng được tiếp tục với chuyến bay của phi hành gia John Glenn. Ban đầu sếp có hơi nghi hoặc về thực lực của Catherine, nhưng khi nhìn vào ánh mắt đầy tự tin của cô, ông đã thông qua cho cô làm thử dưới sự kiểm tra của Stafford, cái khứa mà tô hồ sơ. Tàu vũ trụ Liberty Bell 7 trở về trái đất thành công. Phi hành gia bên trong được an toàn, nhưng con tàu lại chìm xuống đại dương. Đó không khác gì một thất bại với nước Mỹ khi để tiền thuế của dân đắp chiếu dưới đáy biển. Trong buổi điều trần, Quốc hội đã yêu cầu ông sếp giải trình cách mà ông sẽ làm để đưa phi hành gia John Glenn thành công đi và về. Tầm này thì giải thích sao cho được. Sếp chỉ có thể cam đoan chắc rằng NASA sẽ cố gắng hết sức để hoàn thành sứ mệnh hệ trọng này. Tuy nói thì nói thế, nhưng nhóm nhiệm vụ không gian mới chỉ tìm được đường đi, chứ chưa tìm ra được đường về. Điểm quan trọng mà cần phải tìm ra chính là điểm được không được. Chỉ cần tính toán sai một chút thôi thì tai họa sẽ ập đến. Thông tin chi tiết sẽ được bàn trong cuộc họp với đại diện của Lầu Năm Góc và Hải quân. Catherine ngỏ ý xin một ghế trong cuộc họp để nắm rõ hơn thông tin. Dĩ nhiên là cô không được phép rồi. Stafford yêu cầu cô cứ làm theo yêu cầu là được. Mỗi tội là sau cuộc họp số liệu lại thay đổi, khiến Catherine có muốn làm chuẩn cũng khó. Vậy nên ngay trước buổi họp tiếp theo, cô đã đề xuất hẳn với sếp. Nhưng gã Stafford đã một mực ngăn cản. Gã cho rằng phụ nữ không được vào trong, nhất là trong đó còn có những quan chức cấp cao nữa. Sau khi xem xét, sếp cho phép. Tầm này nam nữ hay cầu vồng gì được tất. Cần nhất bây giờ phải là kết quả. Trong cuộc họp, vấn đề chắc chắn xoay quanh điểm được, không được. Các lãnh đạo muốn biết cụ thể thì khi nào tính xong. Bằng tất cả sự tin tưởng, cụ thể là hết cách, sếp đã giao cho Catherine lên thể hiện, không phụ lòng ông đã giao. Sau một hồi tính toán, cô đã cho ra kết quả, khiến ai nấy đều nhìn cô với con mắt kinh ngạc. Nhưng số liệu này chỉ đúng khi con tàu đi đúng lộ trình, không có gì đảm bảo chắc chắn cả. Nói thế thì chịu rồi, giờ về làm tiếp chứ tính sao giờ. Muốn chuẩn không cần chỉnh thì phải có máy móc. Chiếc máy tính đã bắt đầu có những tính toán đầu tiên dưới bàn tay của Dorothy. Trước bối cảnh deadline đã gần mà đám dev vẫn chưa nắm được cách dùng, một cơ hội đã đến với Dorothy. Cô sẽ đảm nhận một vai trò bên phòng máy tính chủ. Còn phòng của cô hiện tại sẽ giải tán, vốn là chị em trên biến giới thuyền với nhau. Dorothy không thể dương mắt nhìn đồng nghiệp bị sa thải như thế được. Cô sẽ nhận job với điều kiện tổ đội của cô phải theo cùng. Người nắm thế thượng phong đã thắng. Dorothy lãnh đạo chị em tiến thẳng đến phòng máy tính, bắt đầu công tác lập trình. Trong khi đó, Catherine vẫn miệt mài tính toán. Nếu có sai thì cô vẫn sẽ cố gắng làm lại cho đến khi đúng thì mới thôi. Nhưng tốc độ não đến tay không nhanh bằng máy tính được.
tuy rất tiếc nuối nhân tài này, nhưng sếp vẫn phải nói lời tạm biệt với Catherine. Khoa học kỹ thuật thực sự là con dao hai lưỡi, nó có thể thúc đẩy tiến độ, chính nó cũng là mất đi người làm ra tiến độ. Trước khi rời đi, Catherine được thư ký gửi tặng một sợi dây ngọc trai, đó là quà của sếp dành cho cô khi ông hay tin cô sắp làm lễ cưới với Jim, kèm theo đó là lời cảm ơn và tạm biệt sâu sắc. Ngày 20 tháng 2 năm 1962, phi hành gia John Glenn đã cất cánh trên con tàu Friendship 7. Sự kiện này như một vụ nổ truyền thông, thế nên nếu có bất kỳ sai sót gì xảy ra thì hậu quả sẽ khôn lường. Và nó sai sót thật, chiếc máy tính sau 10 lần tính chuẩn thì đến lần thứ 11 đã sai. Thông tin lập tức được báo cho phi công. John cho rằng máy móc tầm này cút hết. Một là Catherine, hai thì vẫn là Catherine thế thôi. Ngay lập tức, sếp phải cho người đến tìm Catherine gấp. Ngay khi nhận được hồ sơ, Catherine lập tức bật mọi hệ thống trong não để cho ra kết quả nhanh nhất có thể. Trong khi đó, John đã lên tàu và sẵn sàng cho chuyến bay. Kế hoạch này thành hay bại đều dựa hết vào vai Catherine. Kết quả cuối cùng cũng ra, nhưng không có thời gian giải lao. Cô phải bật tốc biến để đến phòng điều khiển trung tâm ngay. Tôi tự hỏi tại sao xe đầy ra mà không đưa cô đến cho sớm. Chán canh mẹo thật. Anyway thì kết quả đã được giao lại. Catherine đã xong nhiệm vụ nên giá trị của cô bị vứt lại. Nhưng thôi nào, có vấn đề gì chạy lại hỏi thì hơi nhọc. Nên sếp đã gọi Catherine vào trong phòng điều khiển trung tâm. Con tàu đã được phóng thành công. Mọi công đoạn đều được hoàn thành không một sai sót. Dự án bước đầu đã thành công. Sau khi chứng tỏ được thực lực của mình với máy tính, Dorothy cùng các homie của mình đã được nhận vào chính thức tại phòng máy tính. Và cô chính là trưởng nhóm. Sau bao cố gắng vất vả, người phụ nữ này đã có được thành quả xứng đáng cho mình. Trở lại với con tàu, John đang chill thì phát hiện có đèn báo động. Tấm tản nhiệt có nguy cơ bị bung ra. Nếu không tìm cách sửa chữa lại thì khi trở về con tàu sẽ bị hóa vàng ngay. Cách duy nhất có thể cứu vãn tình hình là phải buộc bộ đẩy ngược lại để giữ. Đồng thời phi công phải khống chế vượt trọng lực 0.05g. Sau khi nhận được chỉ định, John đã tiến hành thực hiện. Thông tin không ngừng được hai bên trao đổi trong lúc con tàu hạ cánh. Đã có lúc tín hiệu từ con tàu đã mất. Cả nước Mỹ đứng tim hóng chờ phép màu. Và phép màu cuối cùng cũng đã đến. Con tàu đã thành công vượt qua khí quyển và hạ cánh đúng vào điểm mà Catherine đã tính toán. Dự án đã thành công rực rỡ. Một thời gian sau đó, Mary tốt nghiệp và trở thành kỹ sư không gian nữ da màu đầu tiên của NASA. Dorothy trở thành quản lý gốc phi đầu tiên của NASA và được xem là một trong những bộ óc vĩ đại nhất ở đây. Còn Catherine, bà tiếp tục thực hiện tính toán cho kế hoạch Apollo 2 năm 2016. NASA đặt tên bà cho tòa nhà điện toán để ghi nhớ những nghiên cứu tiên phong của bà về vũ trụ. Phụ nữ không phải là món quà cho đàn ông, họ là món quà cho chính bản thân họ, cho gia đình và cho cả thế giới. Và tôi còn quại. Xin chào và hẹn gặp lại.